bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 494, miễn lễ. Băng nghiên lạnh nhạt nói, tạ băng đại tiểu thư. Mấy vị vương hầu nói chậm rãi đứng dậy. Băng nghiên chậm rãi tay dơ lên chỉ chỉ mấy cái chỗ trống, ngồi. Vâng, mấy vị vương hầu dự thính ngồi xuống về sau, cực hàn sơn trang đệ tử đem rượu đồ ăn từng cái bưng lên bàn. Băng nghiên với tư cách chủ nhân dẫn đầu dơ lên trong tay chén rượu, nói, chư vị đường xa mà đến, ta trước kính chư vị một chén, tàm làm. Mấy vị vương hầu cũng ảo ảo dơ lên trong tay chén rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tây Bắc mấy cái hơn phân nửa thánh thế lực, tuy nhiên tại giáp tử chi tranh tài sẽ tranh cái cao thấp, nhưng ngày bình thường hợp tác vẫn là quá nhiều xung đột. Một chén rượu vào trong bụng về sau, tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu linh hoạt. Mọi người ảo ảo hướng hôm nay yến hội nhân vật chính sở phong mời rượu. Sở phong làm người hai đời đã sớm đem rượu văn hóa chơi đến thuộc lầu, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Hắn như vậy không có giá đỡ, cũng để cho năm vị vương hầu trong lòng áp lực ít đi rất nhiều. Qua ba lần rượu về sau, Bắc Mạc Tông chủ dẫn đầu đứng dậy, đầu lấy chén rượu trong tay nói: "Đại tiểu thư, cô gia, hôm nay tại hạ nhiều có đắc tội, còn thỉnh hai vị rộng lòng tha thứ, ta Bắc Mạc tông đồ vật đã mang đi qua, còn thỉnh hai vị vui vẻ nhận." Nói xong, trong tay hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, chỉ thấy một tòa lang thần pho tượng hiện lên ở trong đại điện, tại lang thần pho tượng bên cạnh, còn có một phần địa đầu cùng một cái ấn tỉ đây là bắc mạc tông dưới trướng một cái tiểu hình cương quốc sở phong cười nói không sao lúc trước tất cả mọi người là đều vì mình chủ một chén rượu này bản tọa uống làm theo bắc mạc tông chủ đem bắc mạc tông thánh chủng dâng lên còn lại mấy cái đại thế lực cũng mượn mời rượu danh tiếng từng cái đem bản môn thánh chủng dâng lên quang minh kiếm tông chính là một đạo ẩn chứa kiếm đạo chân lý kiếm văn quan tinh các thì là một cái ẩn chứa đại đạo chân đế tinh thạch vân dạ quốc chính là một viên có đại đạo chân đế minh văn chứng thú vật tuyết tễ quốc thì là một cái ẩn chứa đại đạo chân đế linh tinh đương nhiên hấp dẫn nhất sở phong ánh mắt chính là đồng tâm tự đưa lên bồ đề loại hắn nhìn lấy giác minh đại sư trong tay bồ đề loại cười nói không nghĩ tới đồng tâm tự thế mà còn có loại bảo vật này giác minh đại sư nói ta đồng tâm tự sáng lập ra môn phái tổ sư chính là tây thiên đại lôi âm tự một tôn phật đế thế tục con trai trưởng năm đó tổ sư ra theo đại lôi âm tự trở về thời điểm đạt được phật đế ban cho bồ đề nhánh hắn đem gieo xuống về sau mỗi ngày tụng kinh niệm phật trăm năm sau bồ đề nhánh biến thành bồ đề thụ. Đi qua vô số tuế nguyệt, cái kia bồ đề thụ đã biến thành một viên bán thần cây, đáng tiếc duy nhất chính là ta đồng tâm tự không có Phật đế mới kinh, bằng không viên kia bồ đề thụ đã trở thành một gốc thần thụ. Sở phong sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, như thế nói đến, cái này bồ đề hạt giống gieo xuống về sau, chỉ cần mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, cũng có ngày cũng có thể thành vì một gốc thánh thụ. Giác Minh Đại Sư khẽ vuốt cằm, không tệ, chỉ là muốn để nửa thánh bồ đề cây trở thành thánh thụ, ít nhất phải một tôn chân Phật tụng kinh 9981 năm. Đáng tiếc ta đồng tâm tự từ khi thủy tổ rời đi về sau cũng chưa từng xuất hiện chân Phật. Cũng không có người viết ra chân Phật tâm kinh, bởi vậy ta đồng tâm tự cũng không có viên thứ hai bồ đề Phật thụ. Như thế nói đến cái này bồ đề loại còn thật là không tầm thường bán thánh chi vật, tuy nhiên không phải thánh vật, nhưng cùng thánh vật không thể nghi ngờ. Sở phong một bên vuốt vuốt trong tay bồ đề, một bên tự lẩm bẩm. Kim sĩ đại hiền nghe nói như thế, trên mặt lộ ra chờ mong cùng hướng về chi sắc. Nếu là diệu diệu sơn bên trên có một gốc bồ đề Phật thụ, cái kia hắn tu vi chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Đến chân Phật tâm kinh, đối với đại ca tới nói căn bản không phải việc khó gì. Mọi người ở đây còn chưa ý thức được vấn đề này, chỉ là nghi hoặc càn khôn đại hiền vì sao lại đối một viên nho nhỏ bồ đề loại cảm thấy hứng thú. Yến hội tiếp tục, thẳng đến đêm khuya, mấy vị vương hầu mới cùng nhau rời đi cực hàn sơn trang doanh địa sở phong cùng băng nghiên thì là an tĩnh ngồi trong đại sảnh nhìn lấy cực hàn sơn trang mọi người băng nghiên trước tiên mở miệng nói phu quân những vật này đều là ngươi thắng được đến vẫn là từ ngươi đến phân phối đi sở phong theo tay cầm lên cái viên kia bồ đề loại còn lại đồ vật đối với ta đều vô dụng ngươi đến xử lý liền tốt hắn căn bản chướng mắt những cái kia chỉ có thể tăng thêm một chút đại đạo chân đế đồ vật băng nghiên nghe vậy trong lòng ấm áp nàng biết đây là phu quân tiếp tục cho mình gia tăng uy tín nàng đối với cửu thúc gia nói cửu thúc ra, còn lại cái này năm kiện thánh chủng bên trong, ngoại trừ cái kia đạo kiếm ngân các ngươi tùy ý chọn một kiện. Cái này vừa nói, cực hàn sơn trang một chúng tu sĩ trên mặt đều lộ ra cùng nhiệt biểu lộ. Cực hàn sơn trang thánh chủng, đây chính là chỉ có các đời trang chủ hoặc là trong trang đại hiền tài có thể sử dụng. Hiện tại thêm ra một cái thánh chủng, cái kia đối với bọn hắn tới nói, cũng là có cơ hội trở thành đại hiền. Chúng ta đa tạ đại tiểu thư. Mọi người chăm miệng một lời. Băng nghiên lạnh nhạt nói các ngươi không cần vội vã cám ơn ta đây cũng là có điều kiện đại tiểu thư thỉnh giảng một đám trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi chỉ cần thánh chủng tới tay vậy liền mang ý nghĩa tại chỗ sở hữu vương hầu đều có cơ hội tranh đoạt điều kiện của ta chỉ có một cái thấm nhi đem sẽ trở thành ta danh hạ đích nữ các ngươi hẳn phải biết ta mới là cực hàn sơn trang đích nữ à băng hiểu phong tên kia bất quá là con thứ thôi băng nghiên cười nhẹ nhàng nói lấy tê tại chỗ một đám trưởng lão đều không phải người ngu bọn hắn từ đó ngửi ra một chút không bình thường vị đạo. Vị đại tiểu thư này là thật sự định để băng thấm ngày sau đến tranh đoạt trang chủ vị trí. Cửu thúc ra nói, tự nhiên có thể, ngài là ta băng ra duy nhất đích nữ, theo lý mà nói cái này thiếu trang chủ vị trí hẳn là ngài đến ngồi mới đúng. Nếu là thấm nhi nhận làm con thừa tự đến ngài danh nghĩa, tự nhiên là có tư cách kế thừa trang chủ vị trí, nói không chừng ta cực hàn sơn trang tương lai lại sẽ xuất một vị đại hiền. Mọi người lập tức thì nghe được cửu thúc gia nói bóng gió, Mặc dù lớn tiểu thư chỉ là mới lên cấp đại hiền, nhưng là trượng phu của nàng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại hiền. Chỉ cần căn khôn đại hiền tùy ý chỉ điểm một chút băng thấm, như vậy bọn hắn cực Hàn Sơn Trang chẳng phải là cái gì đều không cần làm liền có thể đạt được một vị đại hiền trang chủ. Loại này hảo sự phía trên đi nơi nào tìm, chớ nói chi là bây giờ còn có một cái miễn phí thánh chủng chờ lấy bọn họ. Không tệ, chúng ta chống đỡ đại tiểu thư quyết định. Chúng ta nguyện ý ủng hộ thấm tiểu thư vì tương lai trang chủ. Băng Nghiên rất hài lòng mọi người hồi phục, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra chư vị đều là người thông minh, vậy các ngươi thương nghị một phen sau bắt đầu chọn đi. Vâng. Cực Hàn Sơn trang một đám trưởng lão cũng không hề rời đi, liền ngay trước hai người mặt thương nghị, rất nhanh bọn hắn liền xác định lựa chọn của mình. Đại tiểu thư, chúng ta chọn quan tinh các tinh thạch. Cửu thúc ra, cái này tinh thạch, liền giao cho người. Băng thấm nói tiện tay một điểm, cái viên kia tinh thạch liền rơi vào cửu thúc ra trong tay. Tại chỗ một đám trưởng lão trong lòng tuy nhiên hâm mộ, nhưng cũng không dám nói gì. Hôm sau, Sở Phong cùng Băng Nghiên ngồi lên xa liễn cùng Cực Hàn Sơn Trang đại quân cùng nhau đường cũ trở về Cực Hàn Sơn Trang. Cùng lúc đó, Cực Hàn Sơn Trang bên trong, Băng Ngạo Cốt cùng Băng Hiểu Phong bọn người sớm đã nhận được giáp tử chi chiến tin tức, bọn hắn nội tâm bên trong có thể nói là ngũ vị tạp trần. Lúc chạng vạng tối, một cái âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ Cực Hàn Sơn Trang. Đại tiểu thư, cô ra đến bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 495. Nhanh, nhanh đi nên đón tiểu thư cùng cô ra. Băng ngạo cốt vội vàng bắt chuyện trong sơn trang lưu thủ một đám đệ tử, hướng về sơn trang đi ra ngoài. Bọn hắn đến thời điểm, thuộc về cực hàn sơn trang đại hiền lấy dao long xa liễn đã từ trên bầu trời rơi xuống. Chúng ta bái kiến đại tiểu thư, cô ra. Không có chờ băng ngạo cốt mở miệng, phía sau hắn một đám đệ tử nhóm lại trước tiên mở miệng hò hét nói. Cực Hàn Sơn Trang cái này từ ngàn năm nay cũng không có ở giáp tử chi chiến bên trong cầm tới qua người đứng đầu, lần này thắng lợi. Để Cực Hàn Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi tử các đệ tử rất cảm thấy vinh hạnh, trong lòng đối vị đại tiểu thư này kính nể mười phần. Băng Hiểu Phong cùng băng phu nhân bọn người nhìn đến cảnh tượng này, nguyên một đám sắc mặt khó coi muốn chết. Hiện tại nếu là băng nghiên muốn trở thành cực hàn Sơn Trang trang chủ, chỉ sợ toàn bộ Sơn Trang từ trên xuống dưới đều sẽ không có người phản đối. Đem băng nghiên mời về thật là một chiêu sai cờ à. Băng nghiên cùng Sở Phong hai người lúc này chính dắt tay theo xa liễn phía trên đi xuống. Băng Ngạo Cốt dẫn đầu đi ra phía trước, khách khí nói ra, nghiên nhi vất vả các ngươi. Trang chủ không cần nói loại này lời khách sáo, chúng ta hôm nay liền sẽ rời đi cực hàn sơn trang, sẽ không ảnh hưởng địa vị của người. Băng nghiên vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Cái này vừa nói, toàn trường không khí cũng thay đổi, đại gia hỏa nhìn trang chủ ánh mắt đều biến đến kỳ quái, chỉ là ngại tại thân phận của mình khó mà nói. Ngươi không thể lưu lại thêm à?" Băng Ngạo Cốt lúc này chỉ muốn cực lực chữa trị cùng chính mình nữ nhi quan hệ. "Ta nếu là lưu thêm một hồi, chỉ sợ có người nằm mơ đều muốn bị ác mộng làm tỉnh lại." Băng Nghiên cười lạnh đem ánh mắt rơi vào trong đám người Băng Hiểu Phong cùng băng phu nhân mẹ con trên thân. Hai người cảm nhận được Băng Nghiên ánh mắt, trong lòng tuy nhiên mừng thầm nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là chậm rãi cúi đầu xuống. "Tùy ngươi vậy." Băng Ngạo Cốt cũng không muốn lại tự rước lấy nhục, từ tốn nói một câu. Băng nghiên không để ý đến phụ thân, quay đầu đối với Sở Phong nói: Phu quân, chúng ta đi thôi. Ừ. Sở Phong nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Tại cực Hàn Sơn Trang tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong hướng về trong Sơn Trang đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới Sơn Trang truyền tống trận, trực tiếp ngồi lên truyền tống trận rời đi. Vào đêm về sau, Sở Phong một đoàn người về tới rượu rượu Sơn bên trong. Sở Phong mang theo một đám đệ tử bận rộn một phen chúc mừng bọn hắn lần này thu hoạch lớn đồng thời cũng hoan nghênh hai cái thành viên mới gia nhập trong bữa tiệc băng liên nhìn lấy tiểu cẩm hỏi phu quân ngươi muốn an bài như thế nào tiểu cẩm cái này vừa nói tiểu cẩm vội vàng hướng về sở phong ném ánh mắt mong chờ sở phong không chút nghỉ ngợi nói liền để tiểu nha đầu này trước ở lại nơi này ngày sau nàng có thể đi tới một bước nào nhìn nàng chính mình cơ duyên tạ sở tiên sinh tiểu cẩm liền vội vàng đứng dậy một mặt hưng phấn mà nói ra trong lòng đồng thời thầm nghĩ chỉ cần ta lưu tại tiên sinh bên người vậy ta thì có cơ hội có thể bò lên trên tiên sinh giường sở phong nói ngồi xuống đi yến hội sau khi kết thúc băng nghiên thì là tự mình mang theo băng thấm đến một cái biệt viện bên trong ở lại thuận tiện kể một ít thì thầm băng nghiên trước tiên mở miệng nói thấm nhi nói một chút ngươi tương lai ý nghĩ băng thấm nói khẽ hồi cô cô thấm nhi hết thảy đều nghe ngài băng nghiên cương chiều sờ lên đầu của nàng ngốc hài tử mỗi người tương lai đường đều là mình định tuy nhiên ta muốn ngươi trở thành cực hàn sơn trang trang chủ nhưng ngươi như không nguyện ý, cô cô cũng sẽ không miễn cưỡng người. Cô cô giống như thấm nhi tái sinh mẫu thân, thấm nhi nguyện ý vì cô cô làm bất cứ chuyện gì, mà lại thấm nhi cũng muốn vì mẫu thân chứng minh. Băng thấm đem chính mình chôn giấu ở đáy lòng sau cùng một tia bí mật nhỏ nói ra. Băng yên cười nói, là cái có hiếu tâm hảo hài tử, vậy ngươi về sau liền theo cô cô tu luyện. Chờ ngươi trở thành một tôn vương hầu về sau, làm tiếp quyết định sau cùng. Ừm. Băng thấm hơi hơi lên tiếng, Ý nghĩ trong lòng cũng càng phát ra kiên định. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Băng Nghiên đứng dậy thời điểm, chợt phát hiện từ trước đến nay ưa thích ngủ nướng phu quân, thế mà dậy thật sớm, nàng nghi ngờ hỏi, "Phu quân ngươi không sao chứ?" Sở Phong sạm mặt lại, chẳng lẽ ta không có chuyện thì không thể sáng sớm. Băng Nghiên nhàn nhạt, nhạt một cười, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sở Phong cũng không có phải ẩn giấu Băng Nghiên ý tứ, nói: ta muốn thấy nhìn có thể hay không đem cái này viên thánh chủng bồi dưỡng thành một gốc thánh thụ. Băng Nghiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, phu quân nhất định có thể. Đi thôi, ta đi trước chọn một chỗ tốt, ít hôm nữa ra thời điểm, ta liền đem cái này thánh chủng gieo xuống, sau đó tụng kinh 7 ngày, nhìn xem có thể hay không dài ra thánh giống tới. Sở Phong nói liền dẫn Băng Nghiên cùng nhau rời đi. Hai người ra cửa sân về sau, liền mỗi người tách ra sở phong tại diệu diệu sơn phía trên dạo qua một vòng sau cùng tuyển định một cái thật tốt vị trí ở kiếp trước phật tổ tại bồ đề thụ dưới bảy ngày thành phật vậy ta sở phong một thế này liền tụng kinh bảy ngày chứng kiến một gốc thánh giống sinh ra thời gian từng giây từng phút trôi qua lúc trước mặt trời mọc trong nháy mắt sở phong đem thánh chủng gieo xuống sau đó tưới nước bón phân sau cùng hắn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu đọc kinh lần này sở phong lựa chọn đọc chính là ở kiếp trước kim cương kinh như là ta nghe nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc chi cây cho cô độc viên. Hắn tụng kinh thanh âm không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều ẩn chứa đại đạo chân đế, hướng về chung quanh khuếch tán ra tới. Trước hết nghe được sở phong tiếng tụng kinh chính là Kim Sí Đại Hiền, hắn vốn là cùng Phật gia hữu duyên, nghe đại ca tiếng tụng kinh, trước tiên liền đi tới sở phong bên người. Kim Sí Đại Hiền cũng không có quấy giày sở phong tụng kinh, mà chính là an tĩnh ngồi ở một bên. Theo thời gian trôi qua, Diệu Diệu Sơn phía trên đệ tử ào ào lộn xộn vây quanh ở sở phong bốn phía ngồi xếp bằng, lắng nghe Phật Kinh tu luyện. Trong bất trì bất giác, tại chỗ mỗi một cái tu sĩ đều tiến nhập nhập định trạng thái. Diệu Diệu Sơn phía trên tức thì bị một đạo nhạt nhạt Phật Quang bao phủ. Đệ nhất ngày qua đi, Phật Quang cao 7 trượng. Ngày thứ hai đi qua, Phật Quang 14 trượng. Bảy ngày sau đó, bao phủ tại Diệu Diệu Sơn phía trên Phật Quang trọn vẹn cao 7 chín trượng như thế dị tượng tự nhiên là hấp dẫn không ít vấn đạo học viện đệ tử chú mục bất quá đại gia hiện tại đã là không cảm thấy kinh ngạc chỉ là hiếu kỳ vì sao càn khôn đại hiền lại đột nhiên làm phật môn đồ vật đi ra sở phong tiếng tụng kinh im bặt mà dừng về sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra trước tiên thì đưa ánh mắt về phía lúc trước gieo xuống bồ đề loại địa phương chỉ thấy một gốc tản da yếu ớt phật quang cao bảy tấc bồ đề tiểu thụ chính hướng về chính mình lung lay cành lá Sở Phong tinh tường cảm giác được cái này Bồ đề thụ biểu hiện ra vui sướng, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Ngọa tào. Kim sĩ đại hiền bỗng nhiên mở miệng kinh hô một tiếng, đem tất cả mọi người ở đây đều theo trong nhập định bừng tỉnh. Sở Phong thật là không có khí nói, đại điêu, ngươi đây là làm gì? Đột nhiên hét lên nơi nào còn có nửa điểm đại hiền phong thái. Tại chỗ còn lại tu sĩ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt vẫn là lộ ra vẻ tán đồng. Kim sĩ đại hiền chỉ sở phong trước người viên kia bồ đề tiểu thụ nói, Bồ, bồ đề thụ mọc ra. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 496. Diệu diệu sơn mọi người nghe được kim sĩ đại hiền mà nói theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một gốc cao bảy tấc bồ đề thụ tản ra yếu ớt Phật quang. Sư, sư tôn, đây là thánh phẩm bồ đề thụ. Hàn bao bao mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn trước mắt cây này, hắn tại diệu diệu sơn phía trên trồng thuốc mười mấy năm, tự hỏi am hiểu sâu các loại trồng trọt linh vật chi pháp nhưng trước mắt viên này bồ đề thụ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết không tệ sở phong cười nói lúc trước cái kia giác minh đại sư không phải nói chỉ cần một bộ phật gia kinh điển liền có thể để cái này bồ đề loại biến thành bồ đề thụ ta thì thử một chút xem ra lão hòa thượng kia cũng không hề nói dối bất quá nó muốn trưởng thành thần thụ cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao chúng ta diệu diệu sơn chỉ có thánh mạch không có một đầu thần gia linh mạch càng không có thần hoàng đây đã là vi sư chỗ có thể cực hạn làm được Sư Tôn, ngài thì chớ khiêm nhường, nhìn ngài trồng cây, đệ tử cảm giác mười mấy năm qua dược tài không có việc gì. Hàn Bào Bào một mặt xấu hổ nói. Sở Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu tử ngươi còn trẻ, luôn có một ngày, ngươi cũng có thể nuôi dưỡng được bực này thần thụ tới." Hàn Bào Bào khẽ vuốt cằm, "Đệ tử sẽ cố gắng." Sở Phong hỏi, "Ngươi dự định ngày nào về nhà tỉnh thân?" Hàn Bào Bào nói, "Ta dự định hôm nay liền xuống núi." Hắn vốn là nghĩ đến 7 ngày trước liền rời đi đến sư tôn nơi này nghe một chút Phật kinh, chính mình thì quên đi thời gian. Được, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Sở phong giờ khắc này hóa thân thành một cái hiền hòa lão phụ thân dặn dò. Hàn bào bào nói, đệ tử sẽ chú ý an toàn. Sư đồ hai người hàn huyên vài câu về sau, hàn bào bào liền cáo tử xuống núi. Kim sĩ đại hiền nói, ca, nghe ngươi cái này bảy ngày giảng kinh, ta cảm giác mình tại đại đạo chân đế phía trên lại có thể phóng ra mấy bước, ta dự định bế quan một số thời gian. Sở Phong cười nói, đi thôi. Có ngay. Kim Sĩ sí Đại Hiền sau khi rời đi, một đám đồ tử đồ tôn cũng ảo ảo cáo tử, dự định mượn lần này cảm ngộ bế quan tu hành một thời gian. Băng Nhiên thì là mang theo băng thấm trước qua tu hành, Sở Phong nhìn trước mắt tiểu thụ, định cho nó tới tới nước cái gì. Lại nói ở chỗ khác, Hàn Bào Bào mang theo Mạn Đà La sau khi xuống núi, tại vấn đạo thành bên trong ngồi lên truyền tống trận rời đi. Ba ngày sau đó, hai người tới huyền thiên đại lục phía đông một cái thế tục quốc độ từ quốc. So với tu tiên quốc độ, từ quốc bên trong hơn 9 thành bách tính đều là phàm nhân. Hàn Bình sinh ra ở từ quốc Hào Châu phủ cái kế tiếp huyện nhỏ, không bao lâu liền có tu tiên mộng, 12 tuổi năm đó bị đi ngang qua tiên nhân phát hiện có linh căn liền mở ra tu luyện đường. Có điều hắn đại đa số thời điểm đều là tán tu, chỉ có tiến vào vấn đạo học viện về sau mới có lúc này địa vị của hôm nay. Hào Châu phủ thành bên ngoài, Hàn Bình nhìn trước mắt tòa này quen thuộc vừa xa lạ phủ thành, trong miệng lẩm bẩm nói: "Từ biệt hơn 10 năm, cũng không biết ta hàn ra hậu bối hiện tại như thế nào. một bên mạn Đà La nghe được Hàn Bình cười nói, Lang Quân đã nhớ nhà người, vậy chúng ta mau mau trở về đi, nói không chừng còn có thể nhìn đến mấy cái quen thuộc cùng thế hệ. Ừ. Hàn Bình gật gật đầu, vô ý thức tăng nhanh chính mình bộ pháp. Phàm nhân số tuổi thọ tuy nhiên không hơn trăm năm, nhưng Hàn Bình hiện tại cũng không hơn trăm tuổi. năm đó hắn đã từng cho trong nhà gửi qua tài vật cùng một số kéo dài tuổi thọ dược tài, cho dù không cách nào nhìn đến phụ mẫu. Huynh đệ đệ tỷ muội vẫn là có cơ hội gặp một lần. Lệ phí vào thành, một người 10 đồng tiền. Binh lính thủ thành khí thế hung hăng ngăn cản hai người đường đi. Hàn Bình đương nhiên sẽ không cùng loại này tiểu nhân vật đồng dạng tính toán, hắn tiện tay ném ra một cái nén bạc, không cần tìm. Tên kia binh lính nhìn trong tay nén bạc, vội vàng, đại gia, ngài mời vào bên trong. Hàn Bình cùng Mạn Đà La đều không nói gì, trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Cửa thành những binh lính khác thấy thế, vội vàng tập hợp một chỗ thấp giọng mưu đồ bí mật lên. Tới hai cái dê béo, chúng ta muốn hay không để mắt tới bọn hắn. Trong đó một tên binh lính nói. Ba hắn lời mới vừa vừa nói xong, liền bị thủ thành quan tướng rút một bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao. Thủ thành quan tướng ngắm nhìn một cái hàn bình bọn người đi xa bóng lưng, tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi không có nhìn đến người kia nhìn ta chờ ánh mắt, tựa như là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Dạng này bên người thân không có hộ vệ, đã nói lên bản thân hắn là một cái võ nghệ siêu quần người, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tu tiên giả. Tê binh lính chung quanh nghe nói như thế, vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy người đối thoại một từ không bỏ sót rơi vào hàn bình hai người trong tai. Mạn Đà La nói, cái này từ quốc quan lại bại hoại, muốn đến khoảng cách vong quốc không xa, mà lại ta còn trong không khí, người thấy yêu ma vị đạo. Hàn Bình khẽ gật đầu, ta lúc trước còn suy nghĩ như thế nào trình diễn vừa ra áo gấm về quê tiết mục, hiện tại cơ hội không liền đến sao thuận tiện nhìn xem ta hàn ra những cái kia hậu bối, có hay không tu tiên linh căn, cho dù bọn hắn không thể bái nhập vấn đạo học viện. Chỉ cần ta cho bọn hắn một số công pháp và tài nguyên, tại cái này từ quốc bên trong thành lập một cái nho nhỏ tu tiên thế gia vẫn là có thể. Mạn Đà La nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười nói, lang quân đây là định đem từ quốc biến thành Hàn Quốc. Hàn Bình lắc đầu, không cần phải vậy, ta từng trong sách nhìn qua một câu, ngàn năm vương triều, vạn năm thế gia, cùng để hậu bối chấp trưởng một cái quốc độ, còn không bằng để bọn hắn thành lập một cái bất hủ thế gia. Hai người nói chuyện ở giữa, Hàn Bình theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái người thân phù, hắn đem máu tươi nhỏ tại trên bùa. Rất nhanh tấm bùa kia liền hóa thành một cái hạc giấy bay về phía không trung vì hai người dẫn đường. Hai người đi bộ tốc độ cũng không nhanh, ngoại thành tiêu điều cùng nội thành phồn hoa đều bị hai người thu hết vào mắt. Sau nửa canh giờ, hai người tới một đầu rộng rãi trên đường cái. Hai bên đường phố ốc xá đều là tường đỏ đại viện, ở người ở chỗ này không phú thì quý rất nhanh không động tĩnh nơi xa thì hấp dẫn chú ý của hai người chỉ thấy một đám người vây quanh ở một tòa phủ trạch bên ngoài đối với một cái đạo sĩ bộ dáng cách ăn mặc người trẻ tuổi chỉ trỏ người tuổi trẻ kia khuôn mặt thanh tú hai đầu lông mày còn cùng hàn bình có ba phần tương tự hàn bình còn chưa đến gần liền gặp cái kia tiểu đạo sĩ mở miệng nói chu quản gia nơi này rõ ràng là ta hàn phủ làm sao lại biến thành ngươi chu phủ cái này vừa nói trong nháy mắt rước lấy chu phủ hạ nhân bất mãn tiểu tử ngươi thật to gan dám dùng bực này ngữ khí cùng chúng ta chu viên ngoại nói chuyện nơi này rõ ràng là chu phủ hàn phủ sớm tại ba năm trước đây liền không tồn tại ai chu viên ngoại liền vội vàng cắt đứt xuống tiếng người ngoài cười nhưng trong không cười nói không được đối với vị này tiểu đạo trưởng vô lễ hàn bình nghe được mấy người đối thoại cũng theo đó ngừng chính mình cước bộ dự định nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiểu đạo sĩ nghe vậy liền vội vàng hỏi chu quản gia Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta mới rời nhà 7 năm. Ta hàn ra liền không tồn tại nữa, phụ thân ta, mẫu thân còn có đại tỷ cùng tiểu muội đâu. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 497. Tiểu đạo trưởng, thực không dám giấu dếm, 3 năm trước đây hàn phủ gặp biến đổi lớn, hàn nhị tiểu thư ra ngoài du xuân thời điểm bị sơn tặc bắt đi. Hàn đại tiểu thư cũng là con ta tức phụ, lúc ấy ngay tại sinh sản, Nghe được tin tức này về sau nhất thời khó sinh một sắc hai mạng. Hàn lão gia phu phụ nghe nói cái này tin dữ, một bệnh không nổi mấy tháng sau cưỡi hạc đi hướng Tây. Cái này hàn phủ sau cùng bị ta cái kia bất thành khí nhi tử kế thừa, cái này mới có hôm nay chu phủ. Chu quản gia một mặt cảm khái nói ra. Tiểu đạo sĩ không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra được lời nói này bên trong kỳ quặc. Hắn hàn gia cũng không phải bình thường gia tộc, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong một ngày thì tao ngộ như thế biến cố hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chu quản gia, ngươi không muốn mở miệng một tiếng tiểu đạo trưởng, cái này hàn ra cái gì thời điểm đến phiên ngươi một cái nho nhỏ quản gia tới làm chủ, ta hàn tu duyên còn sống đây. Dứt lời, chung quanh quần chúng bắt đầu nghị luận ẩm ý. Cái này tiểu đạo sĩ sẽ không phải là não tử xảy ra vấn đề đi, chu phủ hiện nay thế nhưng là hào châu thành bên trong một phương nhà giàu. Chu viên ngoại nhi tử, vẫn là hào châu đề hình, cái nào là hắn một cái xuất gia tiểu đạo sĩ có thể đấu qua được. Không thể nói như thế, Nghe nói hàn ra phía trên hai bối thế nhưng là ra khó lường đại nhân vật, hàn gia mới có thể theo một cái tiểu sơn thôn bên trong chuyển tới nơi này, mà lại hàn lão ra hai cái huynh đệ, nghe nói đều là người ở bên ngoài, nếu là cái này tiểu đạo sĩ đem hai vị kia người ở bên ngoài mời đi ra, chu gia chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chu Viên ngoại híp hai mắt, nhìn tiểu đạo sĩ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, biểu lộ cũng lạnh xuống. "Đạo trưởng, ngươi chẳng lẽ quên mình đã là người ở bên ngoài, thế tục hết thảy cũng không có quan hệ gì với ngươi?" mà lại con ta thế nhưng là hàn gia ở rể là hàn gia nửa đứa con trai kế thừa hàn gia tài sản cũng là chuyện đương nhiên nếu là ngươi thức thời lão phu còn có thể cho ngươi một số ngân lượng để ngươi tìm cái đạo quan an đậu quãng đời còn lại nếu là ngươi không thức thời vậy lão phu chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút chu ra ta thủ đoạn cái này vừa nói chung quanh hắn người hầu đồng loạt đem hàn tu duyên vây đúng lúc này một cái khinh miệt thanh âm từ đằng xa chuyển đến vậy bản tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn các ngươi chu ra đều có thứ gì thủ đoạn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, phá vỡ đỏ thắm ngoài cửa phủ không khí, tất cả mọi người ở đây đồng loạt đem ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy một nam một nữ long hành hổ bộ giống như hướng về nơi này đi tới, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào một nam một nữ này trên thân. Không ít ăn dưa người qua đường còn ở bên cạnh thì thầm với nhau. Đối với nam nữ trẻ tuổi đến tụt cùng là ai, khí này độ tuyệt không phải bình thường người, chẳng lẽ chuyện hôm nay sẽ có chuyển cơ làm sao có thể sẽ có chuyển cơ tại cái này hào châu thành bên trong chu đề hình không nói một tay che trời nhưng muốn để hai người lặng yên không một tiếng động biến mất quả thực là dễ như trở bàn tay hàn tu duyên nhìn lấy người trẻ tuổi kia trong lòng có một loại nói không rõ cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua ngươi là người phương nào dám nhúng tay ta chu ra sự tình chu viên ngoại tuy nhiên bị cái này nam nữ trẻ tuổi khí thế cho chấn nhiếp trong chốc lát nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần tức giận chất vấn. Nhị gia gia, ngài là nhị gia gia sao? Hàn Tu Duyên bỗng nhiên mở miệng, phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng về Hàn Bình dập đầu. Tu Duyên bái kiến nhị gia gia. Hàn Bình còn chưa đến gần, chỉ là chậm rãi đưa tay, liền đem Hàn Tu Duyên cho đỡ lên, nói, không tệ, ta chính là ngươi nhị gia gia. Lời này đem tất cả mọi người ở đây đều làm cho không hiểu ra sao. Hàn Bình ánh mắt khóa chặt chu viên ngoại, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Dũng là ta đại ca, tòa phủ đệ này cũng là ta bỏ vốn sở kiến, ngươi nói bản tọa có không có tư cách nhúng tay hàn ra sự. Tên mọi người nghe nói như thế ào ào hít sâu một hơi, bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng Hàn Dũng là người nào. Đơn xuất tiền xây cái này Hàn Phủ đã nói lên hắn lai lịch không nhỏ. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể là Hàn Lão Thái Gia đệ đệ, Hàn Lão Thái Gia đều qua đời vài năm, cho dù là hắn hiện tại còn sống, cũng nhanh đến tuổi 70 trong đám người một số tuổi tác tương đối lớn ăn dưa quần chúng trong đầu tìm ra liên quan tới Hàn Dũng tin tức. Chu viên ngoại tự nhiên là biết Hàn Dũng, năm đó hắn chính là bị Hàn Dũng chỗ thu dưỡng, trở thành Hàn phủ quản gia, đồng thời từng bước một đi đến hôm nay. Nếu là Hàn lão thái gia còn sống, hắn tự nhiên là không dám động ý đồ xấu. Không bao lâu hắn thường xuyên tại Hàn lão thái gia trong miệng nghe qua liên quan tới nhị lão thái gia sự tích. Bất quá từ khi 15 năm trước, nhị lão thái gia không còn có cho Hàn gia gửi qua đồ vật về sau, Hàn gia cũng bắt đầu suy bại. Càng là có nghe đồn nói nhị lão thái gia đã tại tiên đầu vẫn lạc. Hàn lão thái gia cũng là bởi vì quá độ tưởng niệm nhị lão thái gia ưu tư thành tật lúc này mới tiên thăng. Chu viên ngoại chằm chằm lấy người trẻ tuổi trước mắt này nói. Nói bậy, nhị lão thái gia tuy nhiên so lão gia nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng bây giờ cũng là tuổi bốn mươi, ngươi xem ra bất quá chừng hai mươi làm sao có thể là nhị lão thái gia. Người tới đem cái này khi nhờn nhị lão thái gia tên lừa đảo cùng cái này tiểu đạo sĩ cho ta cùng một chỗ đánh đi ra. Vâng. Một đám người hầu nghe nói như thế, ao ao từ sau cửa lấy ra thiêu hỏa côn. Nhưng vô luận là Hàn Bình, vẫn là Hàn Tu Duyên đều không có nhăn trao mày một cái. Ngu muội phàm nhân, các ngươi đối tu tiên giả hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Bình nói trên thân uy áp nhẹ nhàng tản ra mở, hướng lấy bọn hắn xông tới người hầu trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất, trong tay thiêu hỏa côn cũng phịch một tiếng nổ bể ra tới. Cái này tình thế biến hóa tới quá nhanh, để tại chỗ mỗi người đều bất ngờ, bọn hắn nguyên một đám giống như hóa đá đồng dạng định ngay tại chỗ hàn bình đối với hàn tu duyên nói tu duyên đem cái kia chu quản gia áp tới hôm nay bản tọa liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người thẩm vấn ra hỏa này hắn đến tột cùng là như thế nào mưu đoạt ta hàn ra tài sản đúng hàn tu duyên nói đi ra phía trước một tay lấy chu viên ngoại kéo tới hàn bình trước mặt một chân đem đá té xuống đất chu viên ngoại lúc này đã sớm bị sợ vỡ mật một chữ đều nói không nên lời người trẻ tuổi trước mắt này cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn có điều hắn cũng ở trong lòng hạ quyết tâm vô luận đối phương hỏi cái gì chính mình cũng muốn cắn từ không thừa nhận bằng không chu ra liền xong rồi hàn tu duyên nói nhị gia gia nếu là lão gia hỏa này không thừa nhận chúng ta nên làm cái gì hàn bình cười nói chỉ là một kẻ phàm nhân làm sao có thể giấu giếm được tu sĩ chúng ta chỉ cần ta muốn biết trong đầu hắn bất luận cái gì bí mật đều giấu không được ngươi không phải là muốn tu hành à hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tu hành giả thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay đánh một cái pháp quyết đập vào chu viên ngoại trên thân. Nói một chút, ngươi những năm này đối với ta hàn ra người đều đã làm những gì? Ta, không có. Chu viên ngoại còn muốn dãy dụ một chút, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đầu lưỡi của mình căn bản không bị khống chế. Một năm một người đem hắn mưu hại hàn ra tất cả mọi người kinh lịch giảng tố một lần. Hết thảy đều muốn theo hàn lão thái gia qua đời nói lên. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 498. Thế nhân đều là coi là hàn lão thái gia là bởi vì tưởng niệm hàn nhị thái gia qua đời thực thì không phải vậy. Hàn lão thái gia hết thảy có ba nam ba nữ. Ba cái nữ nhi đều là đến nơi khác, con trai trưởng lưu thủ hào châu hàn phủ, mặt khác hai cái nhi tử thì là bước lên tiên đồ. Nhưng tiên đồ ở đâu là tốt như vậy đi, nhị lão gia cùng tam lão gia ngọc bài sớm tại mười mấy, hai mươi năm trước tuần tự vỡ vụn. Hai người này thế nhưng là cầm hàn phủ không ít tu hành tài nguyên, thậm chí ngay cả hàn lão thái gia kéo dài tuổi thọ dược tài đều bị bọn hắn lấy đi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hàn lão thái gia tự nhiên không tiếp thụ được, nhưng vì để tránh cho hàn phủ dung chuyển, hắn chỉ có thể đổi một loại khác lý do thoái thác. Đến mức lão gia cùng phu nhân, ta chỉ là tại bọn hắn thông thường đồ ăn cùng trà bánh bên trong hạ độc dược mãn tính. Này dược tính tình rất chậm, mà lại chỉ có cảm xúc kích động thì mới sẽ phát tác, bởi vậy ta một mực chờ đợi một cái cơ hội. Rốt cục tại ba năm trước đây chờ đến cơ hội này, nhị tiểu thư bị tặc nhân bắt đi tin tức này một truyền đến ta liền biết cơ hội tới cố ý mua chuộc bà đỡ để đại tiểu thư khó sinh kể từ đó hàn ra thì chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt hậu quả nhiên nghe được tin tức này lão ra cùng phu nhân trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được độc phát mấy tháng sau bỏ mình chu viên ngoại càng nói trên mặt biểu lộ cũng trước trước hoảng sợ biến thành sau cùng hưng phấn hàn tu duyên thì là càng ngay càng giận trực tiếp một chân trùng điệp quỳ xuống đất đá vào hàn lão thái ra trên thân nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái đáng chết lão đông tây ta hàn gia đối ngươi không tệ mà lại ta đại tỷ còn mang thai cháu của ngươi ngươi thế mà có thể làm được ra ác độc như vậy sự tình ha ha chu viên ngoại cười ha ha ngươi hàn gia bất quá là một cái sơn thôn ngu dân muốn không phải hàn nhị thái gia bái nhập tiên môn nhà ngươi đời này đều khó có khả năng tiến vào hào châu thành mà chu gia ta năm đó cũng là hào châu nhà giàu sang nếu không phải gia đạo xa sút ta cũng sẽ không bán mình ngươi hàn gia đến mức ngươi đại tỷ trong bụng con hoang cùng lão phu lại có gì liên quan nếu không phải ngươi đại tỷ mang thai con hoang ngươi cho rằng hàn lão gia sẽ gọi ta nhi vì tế muốn ta nhi thiên tư thông tuệ lại muốn trở thành ngươi hàn gia ở rể vô duyên vô cớ liền muốn đeo lên đỉnh đầu nón xanh lão phu biết được việc này về sau hận không giết được ngươi hàn gia tất cả mọi người đáng hận đáng hận à tên mọi người ở đây nghe xong lời nói này vô ý thức hít sâu một hơi bọn hắn không nghĩ tới hôm nay không chỉ có mắt thấy tiên nhân phong thái còn nghe được loại này bí văn vị kia tiên nhân cái kia sẽ không giết người diệt khẩu à. Đại gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí đưa ánh mắt về phía Hàn Nhị Thái gia. Hàn Bình một mặt bình tĩnh nhìn lấy Chu Viên ngoại, lạnh nhạt nói, ngươi nói hết à. Nói xong, lão phu cho dù chết cũng đáng giá. Chu Viên ngoại một mặt hưng phấn mà nói ra, yên tâm bản tọa sẽ không để cho ngươi chết thống khổ như vậy, đã ngươi diệt ta Hàn gia cả nhà, vậy ta cũng sẽ để ngươi nguyên một đám nhìn lấy thân nhân của mình trước mặt mình chết đi. Hàn Bình ngữ khí rất bình thản, giọng điệu kia tựa như là tại kể ra, chính mình muốn nghiền chết một đám giống như con kiến. Không, không muốn. Chu viên ngoại nghe nói như thế nhất thời hoảng rồi, người vừa già đi sợ nhất không phải tử, mà chính là tuyệt hậu. Hắn vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên nhân, van cầu ngươi thả qua lão phu người nhà, việc này đều là lão phu một người gây nên. Hừ, hàn bình lạnh hừ một tiếng, vừa rồi ngươi cũng không phải bộ dáng này. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một đám người cưỡi ngựa hướng về bên này rong đuổi mà đến. Hiếu kỳ người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Đề Hình mang theo một đội kỵ binh hướng về bên này chạy đến. Chu Đề Hình tới, cái này có trò hay để nhìn. Chu Đề Hình mạnh hơn cũng là phàm nhân, làm sao có thể đấu qua được tiên nhân. Hu. Tại một trận tiếng nghị luận bên trong, Chu Đề Hình từ trên ngựa đi xuống, hắn vừa rồi trên đường tới người đã được đến tình báo, Hàn gia tiên nhân đánh tới cửa rồi, hơn nữa còn bức phụ thân hắn dập đầu quỳ xuống hắn nhìn lấy chính mình phụ thân không ngừng dập đầu bộ dáng trong lòng không đành lòng vội vàng đi ra phía trước đỡ dậy phụ thân nói vị tiên trưởng này không biết chu gia ta chỗ nào đắc tội hàn ra người còn thỉnh tiên trưởng chỉ rõ hàn bình không nói gì chỉ là đem chu viên ngoại lúc trước đã nói dùng thuật pháp quay lại một lần chu đề hình sau khi xem xong cả người trong nháy mắt biến đến thất hồn lạc phách lên trong miệng lẩm bẩm nói phụ thân ngươi hồ đồ à cùng tu lam không môi tằng tiệu với nhau người nhưng thật ra là ta nguyên lai hại chết chính mình hài tử cùng nương tử người lại là ta cái này vừa nói tại chỗ ăn dưa quần chúng cùng chu viên ngoại trên mặt ào ào đều lộ ra rung động biểu lộ phù phù chu viên ngoại cũng ngồi liệt trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn về phía trước phụ thân phản chủ ta này nhi tử thế mà yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy là vì bất trung thế nữ tử tại tay người khác lại không cách nào báo thủ là vì bất nghĩa ta bực này bất trung người bất nghĩa có mặt mũi nào trở thành hào châu đề hình cho Hào Châu bách tính một cái công đạo. Chu Đề Hình thở dài một tiếng về sau, quay người rút ra bên cạnh kỵ binh đầu lĩnh đao, trực tiếp một đao lau cái cổ tự vận. Không, Chu Viên Ngoại vạn vạn không nghĩ đến con của mình thế mà lại lựa chọn kiểu chết này, tê tâm liệt phế hét thảm lên. Hàn Bình lạnh nhạt nói, ác giả ác báo, cái này liền là của ngươi báo ứng, đã ta hàn ra không có bất kỳ cái gì bạc đãi ngươi chu ra, vậy các ngươi đều có thể chết rồi, tu duyên. Tôn nhi tại, hàn tu duyên bước về trước một bước, Hàn Bình tiện tay lấy ra một tấm phù lục đã đánh qua. Đây là người thân phù, ngươi chỉ cần đem chu đề hình huyết nhiễm phải đi, chu ra người thân liền sẽ nhìn một cái không sót gì, đem bọn hắn toàn diện đều áp đi ra không lưu người sống. Vâng. Hàn Tu Duyên nói đem ánh mắt rơi vào những cái kia áp bọc trên thân, lạnh nhạt nói. Trong các ngươi có không ít ta hàn ra lúc trước người hầu, hiện tại ta thì cho các ngươi một cái lấy cơ hội theo ta cùng nhau đi đuổi bắt chu ra người. Chúng ta tuân mệnh. Một đám người hầu chăm miệng một lời, Bọn hắn đã sớm bị Hàn Bình thủ đoạn cho sợ choáng váng, hiện tại Hàn Tu Duyên nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn tự nhiên là muốn một mực nắm chặt. Sau nửa canh giờ, chu ra hơn 10 người tất cả đều biến thành thi thể. Hàn Bình đối với xem trò vui một chúng kỵ binh ném ra một đống bạc, nói: "Làm phiền chư vị rửa sạch." Đa Tạ Thượng Tiên. Một chúng kỵ binh liền vội vàng đem bạc nhặt lên, sau đó bắt đầu rửa sạch. Hàn Bình thì là mang theo Hàn Tu Duyên cùng Mạn Đà La cùng nhau tiến vào Hàn phủ bên trong đến mức lúc trước chu phủ bảng hiệu đã bị hàn tu duyên một chân đá nát trên đường cái động tĩnh tự nhiên là dấu diếm không qua hào châu thành quyền quý nghe nói tiên nhân buông xuống hào châu thành một đám quyền quý tâm tư bắt đầu linh hoạt so với phổ thông người dân bọn hắn đối chuyện tu tiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả nếu là có thể bắt lấy cái này một lần cơ hội đạt được tiên duyên vậy bọn hắn liền phát vào đêm về sau chi phủ trong phủ đệ hào châu chi phủ hướng về ngồi tại chủ vị lão giả nói thúc công Ngài khả năng cảm giác được ra hàn phủ tôn này tiên trưởng đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Lão giả lắc đầu, nói, hắn tu vi tại trên ta, chỉ là thoáng để lộ ra một tia uy áp liền muốn muốn so lão phu trong tông môn những cái kia tiền bối muốn cường, ngày mai chúng ta lên môn bái phỏng một phen. Vâng, chi phủ cung kính lên tiếng. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 499. Tu duyên, ngươi lần này tại sao lại đột nhiên quay lại ra trang? Vào đêm, hàn phủ bên trong. Hàn gia ông cháu hai người ngồi xếp bằng, một bên thưởng thức trà một bên tán gẫu. Hàn Tu Duyên nghe nói như thế, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Thúc gia gia thực không dám giấu giếm, tôn Nhi mấy năm qua này bên ngoài cầu tiên không thu hoạch được gì. Mà lại trên thân ngân lượng cũng tiêu hết, bị đạo quan trục xuất không chỗ có thể đi, lúc này mới quay lại ra trang. Ngươi mấy năm này không có cho trong nhà viết thư à? Hàn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hồi thúc gia gia, ba năm trước đây ta bái nhập một gian tên vì trường thanh xem đạo quan nghe nói cái kia quan chủ là một tên chân chính tu sĩ nhưng muốn theo chỗ của hắn đạt được tiên pháp nhất định phải vứt bỏ tục duyên bởi vậy tôn nhi thì hàn tu duyên nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cái này bảy năm ở giữa hắn hao phí trong nhà không ít ngân lượng liên liên tiếp tiếp bái nhập bốn năm cái đạo quan lớn lên ba năm ngắn ba tháng bản lãnh gì không có học được không nói thì liên trong nhà gặp đại nạn hắn cũng không biết đưa tay qua đây hàn bình cũng không có trách cứ hàn tu duyên cái này duy nhất hậu bối hàn tu duyên không biết nhị thúc gia muốn làm gì nhưng vẫn là đem tay của mình đưa tới hàn bình đem ngón tay khoác lên mạch đập của hắn phía trên lạnh nhạt nói ngươi nhưng tại trường thanh quan bên trong học qua thổ nạp chi pháp hàn tu duyên một mặt xấu hổ nói hồi thúc gia ra, ra tôn nhi học qua thổ nạp chi pháp nhưng chậm chạp không có tiểu thành lại không muốn tập võ bởi vậy không thể đạt được trường thanh quan công pháp hàn bình nói ngươi cái này thổ nạp chi pháp chính là một môn dưỡng khí chi pháp tu luyện đến viên mãn xác thực có thể khải linh xem ra vị kia trường thanh quan chủ là một cái gà mờ tu hành giả cái này cái này chẳng phải là nói đời ta đều không có tu hành tư cách hàn tu duyên tại sau khi nghe xong trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ hàn bình cười nói hoàn toàn ngược lại ngươi có thể đem cái này thổ nạp chi pháp tu luyện nhập môn đã nói lên ngươi có tu tiên tư chất chỉ cần bất quá ngươi muốn dùng này pháp khải linh ít nhất phải thời gian mấy chục năm nhưng là chỉ cần đổi một loại khải linh chi pháp, không ra ba tháng, ngươi liền có thể khải linh thành công, chính thức đạp vào tu hành chi lộ. Phù phù. Hàn tu duyên nghe được chính mình lúc còn sống có thể trở thành một người tu sĩ, kích động đến trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Còn thỉnh thúc ra ra dạy ta. Lên. Hàn bình đem hàn tu duyên đỡ lên. Từ mai bản tọa tự nhiên sẽ vì ngươi khải linh, bất quá trước lúc này, bản tọa muốn lập xuống ra huấn. Hàn tu duyên trên mặt vui vẻ. Thúc ra ra ta cái này cho ngài đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên." Hàn Bình ngăn lại động tác của hắn, nói, "Không, ngươi ngày mai sai người đi chuẩn bị một khối cao bảy thước đá hoa cương. Ta muốn đem ra huấn viết tại cái kia đá hoa cương phía trên, trừ cái đó ra, chúng ta cũng nên tìm một chút ngươi tiểu muội Hạ Lạc." Hàn Tu Duyên nói, thúc ra ra nói cực phải, "Tu Duyên cái này đi an bài." "Ừ." Hàn Bình khẽ vút cằm, liền quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn phủ hạ nhân liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Hàn Bình thì là tại toàn bộ Hàn Phủ Chi bên trong dạo qua một vòng, bắt đầu suy tư cái kia bố trí ra một cái dạng gì trận pháp đến phù hộ Hàn gia con cháu đời sau. Hắn tuy nhiên không tinh thông trận pháp, nhưng làm qua mấy năm tán tu cũng là có biết một hai, bái nhập vấn đạo học viện về sau. Cũng sẽ học tập một số trận pháp tri thức, bố trí một cái tiểu hình trận pháp đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì khó xử. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Tu Duyên vội vàng tìm được hắn. Thúc ra ra, Tri phủ đại nhân cùng hào châu quyền quý đến đây bái phỏng. Để bọn hắn vào đi." Hàn Bình không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. "Vâng." Hàn Tu duyên lên tiếng về sau, quay người tiến đến đón khách. Hàn Bình thì là mang theo mạn đà la hướng về đại sảnh đi đến, làm hắn đến đến đại sảnh thời điểm, bên trong đã đứng đầy người. "Chúng ta bái kiến Hàn tiên sư." Tri phủ một hàng trăm miệng một lời. "Miễn lễ." Hàn Bình nhàn nhạt hỏi, "Chư vị đến đây bái phỏng bản tọa có chuyện gì quan trọng?" Tại chỗ cả đám nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, may ra chi phủ cũng là lâu dài cùng tu sĩ liên hệ vội vàng nói. Chúng ta nghe nói hàn tiên sư đến chuyên tới để tiếp kiến thấy tiên nhan, chúng ta tuy là phàm phu tục tử. Nhưng ở cái này hào châu thành bên trong cũng có một chút thế lực, chỉ cần tiên sư để cho chúng ta làm, chúng ta vui lòng cống hiến sức lực. Trung quanh quyền quý lập tức phụ họa, không tệ, chúng ta nguyện vì tiên sư ra sức châu ngựa. Chuyện này là thật. Hàn Bình trên mặt lộ ra nhịn người hỏi thăm biểu lộ chúng ta không dám đối tiên sư có nửa điểm giấu diếm. Mọi người chăm miệng một lời. Hàn Bình cười nói, rất tốt, tu duyên cho chư vị dâng trà, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút chư vị ngồi ở đây. Một đám quyền quý nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra nụ cười, bọn hắn không sợ tiên sư đưa yêu cầu, sợ chính là hắn không đưa yêu cầu. Đại sảnh bên trong, mọi người an tĩnh thưởng thức trà nước. Hàn Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi, chư vị, ta xem cái này hào châu thành trên không yêu khí mê mang, có ai có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra à? Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt biến đến yên tĩnh vô cùng, liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hàn Bình thấy mọi người không nói lời nào, cười nói, xem ra chư vị là biết việc này, không biết người nào đến trả lời ta một hai. Một đám quyền quý ào ào đem ánh mắt rơi vào chi phủ trên thân, mà chi phủ thì là quay đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy một bên lão giả. Ai? Lão giả thở dài một hơi. Tiền bối việc này không phải là không thể nói, mà là ta chờ không dám nói à? Nếu là chọc giận tới vị kia, chỉ sợ toàn bộ Hào Châu thành đều sẽ trở thành nó huyết thực. Hàn Bình mẫn một miệng trà, không nhanh không chậm nói ra. Hào Châu cũng là từ quốc đại thành, mà lại dưới trướng còn có không ít huyện thành. Chẳng lẽ hiện nay quốc chủ đã ngu ngốc đến liền nhất châu chi địa cũng không cần? Lão giả mặt lộ vẻ khó xử nói, thực không dám giấu giếm. Vị kia chính là quốc chủ phái xuống tới chấn thủ Hào Châu, từ quốc quốc chủ tại cùng yêu đồng bọn. Hàn Bình híp hai mắt nói. Yêu thú cùng linh thú khí tức, hắn vẫn là có thể phân biệt được. Nhất là bao phủ hào châu thành trên không yêu khí bên trong thế nhưng là ẩn chứa không ít huyết khí. Điều này nói rõ yêu vật kia thế nhưng là ăn không ít người. Không phải yêu, là yêu tiên. Lão giả vội vàng giải thích nói. Ha ha. Hàn Bình cười ha ha. Ăn người tu luyện yêu, cũng xứng được xưng tụng yêu tiên. Lão giả nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nói. Tiền bối, không thể lại nói, chấn thủ hào châu vị kia thế nhưng là một tôn chân mệnh nếu là lại nói đi xuống chỉ sợ cũng muốn chuyển đến nó trong lỗ tai như thế nói đến chư vị đây là dự định thần phục yêu ma vậy ta hàn gia chỉ có thể tìm chỗ khác thành lập gia tộc hàn bình một bên nói một bên đánh giá lấy tại chỗ mỗi người biểu lộ không cam lòng phiền muộn xoắn suýt trở về phức tạp hiện lên ở bọn họ tại chỗ mỗi người trên mặt lão giả cắn răng nói tiền bối không là chúng ta muốn thần phục mà chính là không thể không thần phục à chung quanh quyền quý cũng phụ họa nói, không sai, nhưng không phải là vì sống sót, chúng ta vừa lại không cần hàng năm đều muốn nhà bên trong bộ phận tử đệ đưa đến vị kia trong miệng, còn muốn đối ngoại nói bọn hắn bị sơn tặc cho cướp đi. Cái này vừa nói, hàn tu duyên sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng hỏi, các ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 500, tĩnh, đại sảnh bên trong lập tức thì an tĩnh lại. Hào Châu quyền quý mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hàn Tu Duyên, Thầm nghĩ, vị này làm sao đột nhiên thì nổi giận, chúng ta chẳng qua là tại nói sự thật thôi." Chi phủ hạ giọng nói, "Hàn thiếu, vừa rồi chư vị nói là cái kia yêu ma hàng năm đều muốn hướng Hào Châu yêu cầu 16 tuổi trở xuống nam nữ ăn thịt người mà tu luyện." Hàn Tu Duyên trực tiếp nắm lấy chi phủ cổ áo, tức giận nói, "Ý của ta là, các ngươi có phải hay không dùng sơn tặc danh nghĩa đem người đưa cho cái kia yêu ma?" "Đúng, cũng không hoàn toàn là, có khi cũng sẽ đi người môi giới mua một số người." chi phủ bị hàn tu duyên trên thân chỗ phát ra sát khí dọa sợ hoàn toàn quên đi thân phận của mình tu duyên hàn bình bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hàn tu duyên động tác hàn tu duyên lúc này mới buông ra chi phủ một mặt phẫn hận nói ra thúc ra ra tiểu muội bị bọn hắn đưa đến yêu ma trong miệng những người này cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào không vội hàn bình lạnh nhạt nói bản tọa đêm qua dùng người thân phù tìm một chút ngươi tiểu muội hạ lạc phát hiện nàng liền ở ngoài thành phía tây hơn 10 dặm chỗ vốn nghĩ hôm nay mang ngươi cùng đi tìm nàng, không nghĩ tới chỗ đó lại là yêu ma vị trí. Chi phủ bọn người nghe nói như thế, vội vàng cung kính nói, tiên sư thần cơ diệu toán, chúng ta bội phục. Tốt, không cần ở chỗ này lấy lòng bản tọa, lúc trước chướng nhật sau lại tính toán, bản tọa đi trước đem tôn nữ tiếp trở về. Hàn Bình nói liền đứng dậy, một bên Hàn Tu Duyên thấy thế, vội vàng nói, thúc ra ra, thỉnh mang ta lên. Ừm, dứt lời, Hàn Bình xoay người một cái cùng mạng Đà La, Hàn Tu Duyên biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Hào Châu một đám quyền quý hai mặt nhìn nhau, qua một hồi lâu, một tên quan viên mở miệng nói. Chi phủ đại nhân chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Chi phủ không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi vào một bên lão giả trên thân. Thúc công, theo ngài góc nhìn chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lão giả lạnh nhạt nói, ngươi hồi phủ nhen nhóm bái thần hương, đem việc này báo cáo kinh sư, đến mức cái khác, cũng không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể làm vậy ngài đâu chi phủ mặt lộ vẻ tò mò hỏi một câu lão giả tiếp tục nói ta tự nhiên là cùng các nhà chư vị trưởng bối cùng nhau đi chứng kiến một trận chiến này vô luận một bên nào thắng đối chúng ta đều không có chỗ tốt hắn nói xong bước nhanh đi tới cửa theo trong tay áo lấy ra một cái sáo ngọc đặt ở bên miệng thổi chỉ chốc lát sau một đầu người trưởng thành kích cỡ tương đương hắc ưng liền rơi vào hàn phủ bên trong lão giả cưỡi lên hắc ưng hướng về thành tây thúy ngọc sơn bay đi thầm nghĩ lần này sự tình đối với chúng ta tới nói không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Đúng lúc này, Thúy Ngọc Sơn phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Yêu ma còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Cái này vừa nói, Thúy Ngọc Sơn trong nháy mắt kịch liệt chấn động, ngay sau đó trong núi phát ra một tiếng chấn thiên hổ gầm. Hoắc! Nương theo lấy hổ gầm truyền đến, chỉ thấy một đầu thân cao hơn 10 trượng điếu tình mãnh hổ, chân đạp yêu vân, người khoác huyết quang theo trong núi bay ra. Hổ yêu xuất hiện trong nháy mắt, đáng sợ yêu vân bao phủ tại toàn bộ thúy ngọc sơn phía trên trong núi tất cả sinh linh nghe được cái này hét lớn một tiếng ao ao bị dọa đến tránh trong sơn động run lẩy bẩy hồ yêu trong phủ đệ mười cái ngay tại ngồi xếp bằng thiếu niên lúc này nguyên một đám thẳng đổ mồ hôi lạnh ao ao mở hai mắt ra duy độc một cái bộ dáng xinh đẹp khuôn mặt thanh tú thiếu nữ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nàng bên cạnh nữ tử thấy thế nhỏ giọng hỏi tu lâm ngươi làm sao một chút cũng không sợ hàn tu lâm nghe nói như thế biểu lộ kiên định nói sợ hãi không có thể giải quyết vấn đề gì không bằng tỉnh táo lại như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh Hừ! cách đó không xa một thiếu nữ nghe nói như thế lạnh hừ một tiếng hàn tu lâm ngươi nói ngược lại là êm tai hổ quân thần thông quảng đại chúng ta căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nó đến mức cái kia ngoại lai tu sĩ hơn phân nửa cũng không phải cái gì cao nhân bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy khiêu khích hổ quân hàn tu lâm không có phản ứng đối phương bắt đầu ở trong trí nhớ suy tư chính mình trong ba năm này trong động phủ qua thu hoạch. Nhìn xem có thể hay không mượn có tu sĩ tìm đến hổ quân phiền phức chạy thoát. Có thể nghĩ nửa ngày, nàng cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Cái này trong phủ đệ tranh quỷ vô số có thể nói là ngũ bộ nhất cương thập bộ nhất tiếu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bên ngoài tôn này tu sĩ có thể đánh bại hổ quân. Nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, ba năm này cũng không phải là không có tu sĩ đến cùng hổ quân giao thủ. Nhưng chúng nó sau cùng đều bị hổ quân đánh bại, vận khí tốt còn có thể trốn qua nhất kiếp, vận khí kém liền bị hổ quân luyện thành nhân đan. Các nàng nơi này tất cả mọi người cuối cùng xuống tràng cũng là bị luyện thành nhân đan, chỉ bất quá tư chất tốt liền có thể sống lâu mấy năm, tư chất kém liền bị luyện nhân đan tư cách đều không có. Cùng lúc đó, Thúy Ngọc Sơn trên không. Nguyên bản uy phong lẫm liệt hổ quân nhìn trước mắt ba người này, trên mặt sát khí lập tức liền thành nghi hoặc, sau cùng đến sợ hãi. Một phàm nhân, một cái yêu tu, còn có một cái chính mình nhì không hiểu tu sĩ, tại sao lại đột nhiên tìm đến mình phiền phức. Nhất là cái kia yêu tu trên người đối phương chỗ phát ra thượng vị giả uy áp là nó đời này đều không có cảm nhận được, cái này. Đây tuyệt đối là một tôn khó lường tồn tại. Nó hướng về mạn đà la hơi hơi hành lễ, không biết đại vương đến, tiểu hổ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh đại vương thứ tội. Tình cảnh này vừa tốt bị theo hào châu thành bên trong chạy tới các nhà tu sĩ thu hết vào mắt, bọn hắn cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên không có làm rõ ràng tình hình trước mắt. Mạn Đà La cười nói, ngươi gọi ta đại vương cũng vô dụng, hôm nay muốn giết ngươi người là lang quân. Hồ quân nghe nói như thế trực tiếp dọa đến quỷ gối yêu vân chi sắc, nói, thượng tiên tha mạng, tiểu hổ không biết địa phương nào đắc tội thượng tiên, còn thỉnh thượng tiên nói rõ. Ngươi có hai tội. Hàn Bình không nhanh không chậm nói ra, thứ nhất, thân là hào châu thủ hộ thú, vậy mà khó giữ được một phương an bình, lấy người làm ăn. Thứ hai, ngươi bắt bản tọa hậu nhân, nếu là ngươi bất tử, bản tọa làm sao xứng đáng ta cái kia đã chết đi ca ca tẩu tẩu. Hiểu lầm, hiểu lầm à. Hổ quân vội vàng nói, thượng tiên đây tuyệt đối là hiểu lầm, tiểu hổ từ trước tới giờ không bắt tiên quyến, chỉ bắt phàm phu tục tử, làm sao có thể sẽ bắt ngài hậu bối. Hừ, Hàn Bình cười lạnh nói, còn muốn mạnh miệng, đã như vậy bản tọa liền để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Đang khi nói chuyện, Hàn Bình theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm người thân phủ, tiện tay đánh một cái pháp quyết về sau, cái kia người thân phủ liền bị hắn pháp lực bao vây hướng về trong phủ đệ bay đi chỉ chốc lát sau trong sơn động liền hiện ra một đạo tơ máu kết nối lấy hàn bình cổ tay hắn tiện tay hướng về trong động phủ một chảo một cái thanh xuân thiếu nữ liền từ trong động phủ bay ra cổ tay nàng chỗ cũng đồng dạng buộc lên một cái hồng tuyến hàn tu duyên thấy thiếu nữ trực tiếp một tay lấy hắn ôm lấy la thất thanh đi ra tu lâm ca ca rốt cuộc tìm được ngươi hàn tu lâm còn chưa kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, vui đến phát khóc nói, ca, là ngươi à, thật là ngươi à. Hồ quân thấy cảnh này, cả đầu hổ đều ngốc nguyên địa, bên tai cũng vang lên vị kia đại nhân thanh âm. Hiện tại ngươi nhưng còn có lại nói. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 501, tiền bối hiểu lầm a à, tiền bối. Hồ quân nghe được cái kia như là theo địa ngục truyền đến thanh âm, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hiểu lầm, Hàn Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ta không cẩn thận đem ngươi làm thịt, cũng có thể xem như hiểu lầm. À, Hồ Quân nhìn ra được đối phương hôm nay là muốn lấy chính mình lập uy, có thể nó không muốn chết, nó còn chưa hưởng thụ đủ đây. Đã cầu xin tha thứ không được, vậy nó chỉ có thể chuyển ra bản thân chỗ dựa, nói. Tiền bối, ta chính là Tô Nương Nương thủ hạ yêu tộc thống lĩnh, ngài nếu là giết ta, Tô Nương Nương tuyệt đối sẽ cùng ngài trở mặt, đến lúc đó ngài chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Tô Nương Nương Hàn Bình cũng không có vội vã động thủ, giết một cái nho nhỏ hồ yêu cũng không thể trên căn bản giải quyết phiền phức. Muốn đem hắn thế lực sau lưng đánh chịu phục, Hàn gia mới có thể tại cái này từ quốc cảm dễ. Hồ quân thấy thế mừng thầm trong lòng, tiếp tục giải thích nói, không tệ, chúng ta chỗ lấy có thể tại từ quốc chấn thủ nhất phương, đều là được tô nương nương xá phòng. Hàn Bình hỏi, cái kia nàng lại là thế lực nào? Hồ quân nói, tô nương nương chính là nam ân cổ quốc xuất thân, hắn nãi nãi chính là một tôn vương hầu, lúc này mới đem từ quốc biến thành nàng đất phong, từ quốc quốc chủ bất quá là nàng một cái hậu bối thôi. Nam ân cổ quốc Hàn Bình tự nhiên là nghe qua, cái này là nằm ở huyền châu đại lục Đông Nam một cái bán thánh thế lực. Nam ân cổ quốc phụ thuộc vào thanh khâu, quốc bên trong có hai tôn bán thánh tọa chấn. Cái này hai tôn bán thánh phân biệt là nhân tộc cùng yêu tộc, quốc bên trong cũng là người, yêu lăn lộn ở, quốc bên trong có không ít bán yêu. Đối với thế lực khác, Nam ân cổ quốc nhân tộc cùng yêu tộc, ở chung tương đối hài hòa hàn bình cười nói nguyên lai ngươi chỗ dựa cũng là nam ân cổ quốc tới tiểu hồ ly ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường tồn tại đừng nói nàng liền xem như bà nội nàng tới hôm nay cũng không giữ được ngươi mèo này mệnh chết dứt lời hàn bình tiện tay đánh ra một trưởng cũng là như vậy hời hợt một chiều. lại làm cho hổ quân cảm giác tận thế hàng lâm nó rất muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện một trưởng này đã đem hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín không nương theo lấy một tiếng hét thảm hổ quân thần hồn câu diệt thân thể biến thành cho bụi, chỉ để lại một cái yêu đan rớt xuống đất. Nơi xa quan chiến mấy tên tu sĩ thấy cảnh này, nguyên một đám bị dọa đến run lẩy bẩy. Hồ quân tại bọn hắn cái nhìn thật ghê gớm tồn tại, chỉ có như vậy tồn tại, bị hàn gia lão tổ tiện tay chấn áp, cái này hàn gia lão tổ đến tục cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, vị này hàn gia lão tổ không thèm để ý chút nào từ quốc chỗ dựa, nghĩ đến cũng là bối cảnh bất phàm tồn tại. Từ quốc sắp biến thiên, một tôn lão giả trong miệng lẩm bẩm nói bên cạnh hắn tu sĩ cũng tại bắt đầu cân nhắc chính nhà mình con đường sau này từ quốc mặc dù là một cái phàm tục quốc độ nhưng vẫn là có thể cung cấp nuôi dưỡng một số tu sĩ nếu là từ quốc biến thiên bọn hắn lại nên đi nơi nào hàn bình cũng không để ý tới một bên ăn dưa quần chúng hắn làm xong hổ quân về sau đem ánh mắt rơi vào chính mình tôn nữ trên thân hàn tu lâm lúc này còn không có theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần tại trong ấn tượng của nàng hồ quân cũng là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại có thể tại vị này tiền bối trong tay thế mà liền một chiêu đều đi bất quá hàn tu duyên gặp muội muội của mình còn đang sững sờ mở miệng nói tiểu muội còn không mau tới bái kiến thúc gia gia thúc gia gia hàn tu lâm nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô cả người đều sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ thăm dò tính hồ tu lâm bái kiến thúc gia gia miễn lễ hàn bình hỏi ngươi là như thế nào tại cái này hổ yêu trong miệng sống sót? Hàn Tu Lâm nói, hồi thúc ra ra, cái kia hổ quân đem chúng ta làm thành đại dược đến dưỡng, ta tại một đám đại dược bên trong huyết mạch tốt nhất. Bởi vậy hổ quân dự định nhiều dưỡng ta mấy năm, cái này mới không có đem ta ăn hết. Hàn Bình khẽ vuốt cằm, trên người ngươi xác thực ẩn chứa đại lượng dược hương, nếu là nó muốn đem ngươi luyện chế thành nhân đan, tu vi nhất định có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, xem ra cái này hổ quân toan tính quá lớn. Thúc ra ra anh Minh, Hàn Tu Lâm một mặt sùng bái mà nhìn mình ra ra ra, tiếp tục nói. Cái kia hổ quân muốn tại trong vòng trăm năm đột phá thiên nguyên, mà ta chính là nó nhìn chúng chủ dược. Ngắn ngủi này thời gian ba năm, ta dựa vào ăn linh dược đều đột phá đến thối thể bảy tầng. Một bên Hàn Tu Duyên nghe được cả người đều chua, vì cái gì ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy liền khải linh đều không thành công. Tiểu muội bị hổ yêu chộp tới ba năm, không chỉ có không có việc gì, thế mà còn bước lên tiên đồ, người so với người thật đúng là tức chết người. Hàn Bình hỏi, như thế nói đến cái này sơn động bên trong còn có không ít dược nhân. Ừm. Hàn Tu Lâm gật gật đầu. Không chỉ có dược nhân, còn có không ít trành quỷ, có càng là đạo cơ cảnh tồn tại. Hàn Bình cười nói, không sao, chỉ là đạo cơ trong nháy mắt có thể diệt, đi thôi chúng ta đem những cái kia bị hổ yêu chộp tới người cứu ra. Ừm. Mọi người nói chuyện ở giữa, liền hướng về hổ quân trong động phủ rơi xuống. Lúc này trong động phủ, một mảnh hỗn loạn, chúng trành quỷ liền như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn có trành quỷ đại kêu rên. Đại vương vẫn lạc, chạy mau. Xong, toàn xong. Trong động phủ người sống thì là bị trước mắt tình cảnh này cho làm choáng váng. Ngày bình thường, những thứ này trành quỷ mỗi một cái đều là vinh váo tự đắc, thì liền chi phủ đại nhân bọn chúng đều không để vào mắt, cái gì thời điểm chật vật như thế qua. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tu Lâm vì sao lại đột nhiên biến mất? Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội quanh quẩn ai trong động phủ diệt dứt lời những cái kia trành quỷ ào ào biến thành cho bụi liền gào thảm cơ hội đều không có một đám dược nhân thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ đồng loạt đem ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua sàn sạt nương theo lấy một loạt tiếng bước chân truyền đến chỉ thấy bốn đạo bóng người chậm rãi đến gần khi bọn hắn thấy rõ trong đó một bóng người bộ dáng thời điểm ào ào lên tiếng kinh hô hàn tu lâm là ta. Hàn Tu Lâm nghe được mọi người kinh hô, chậm rãi mở miệng đáp. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái ngày bình thường cùng Hàn Tu Lâm quan hệ không tệ nữ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tu Lâm cũng không có phải ẩn dấu ý tứ. Ta thúc ra ra tu hành trở về, phát hiện ta bị hổ quân bắt lấy liền đến đây trong núi đem hổ quân cho chấn áp. Hiện tại chúng ta đại gia hỏa đều tự do. Cái này vừa nói, toàn bộ động phủ bên trong dược nhân nguyên một đám vui đến phát khóc. Chúng ta còn sống, rốt cục có thể trở về nhà, ta nhớ qua người nhà của ta, cũng không biết bọn hắn hiện tại qua được thế nào. Hàn Tu Lâm cũng không cắt đứt mọi người, chỉ là an tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Nhưng rất nhanh trong đám người thì truyền đến thanh âm nghi ngờ. Hỏng, hồ quân bị trấn áp, cái kia hồ quân sau lưng yêu ma chẳng phải là muốn đến Hào Châu tìm phiền toái, vậy chúng ta chẳng phải là dù sao đều phải chết. Đúng vậy à, hồ quân thế nhưng là phía trên phái xuống, nếu là nó chết rồi, kinh sư đại yêu ma là sẽ không bỏ qua chúng ta, nên làm cái gì à? Mọi người một bên nói, một bên đem ánh mắt rơi vào hàn bình bọn người trên thân. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 502. Chư vị yên tâm, nhà ta thúc ra ra nhất định sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng, miễn đi chư vị nỗi lo về sau. Hàn tu lâm cùng những cái này ra hỏa ở lâu, làm sao nhỉ không ra những cái này ra hỏa tâm tư? Mọi người tuy nhiên tâm tư dị biệt, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Hàn gia lão tổ thế nhưng là liền hổ quân đều có thể chấn áp tồn tại. Hàn Bình lạnh nhạt nói, các ngươi huynh muội hai trước đem những cái kia trành quỷ hồn tinh thu thập lên, sau đó quay lại ra trang. Bản tọa trước đi một chuyến từ quốc vương thành cùng vị kia tô nương nương thật tốt trò chuyện chút, các ngươi có chuyện gì thì cùng các ngươi mạn đà la nãi nãi nói. Ừ. hai người chăm miệng một lời đáp. Hàn Bình xoay người một cái liền biến mất ở nguyên địa. Hàn Tu Duyên huynh muội hai bắt đầu thu thập hồn tinh trong động phủ người khác, có lựa chọn thoát đi nơi đây, có thì là thăm dò tính đi tới Hàn Tu Lâm bên cạnh thăm dò tính hỏi thăm về tới. Tu Lâm, nhà ngươi lão tổ đến tụt cùng là dạng gì tồn tại, thế mà liền vương thành vị kia tô nương nương đều không e ngại. Dứt lời, người chung quanh đều hướng về Hàn Tu Lâm ném ánh mắt tò mò. Hàn Tu Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp Thúc Gia Gia, chỉ biết là hắn mấy chục năm trước thì bái nhập tiên môn. Nếu như các ngươi muốn biết ta thúc thân phận của Gia Gia, không bằng hỏi một chút nãy nãy ta mọi người ở đây nghe nói như thế nguyên một đám đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như hàn gia lão tổ vốn chính là một cái cực kỳ cường đại tồn thế nào đạo lữ của hắn nghĩ đến cũng là một tôn khó lường tồn tại mọi người nhất cử nhất động tự nhiên chạy không khỏi mạn đà la hai mắt nàng cười nói đừng hỏi hỏi sẽ chỉ làm sâu sắc sợ hãi của các ngươi cái này vừa nói tất cả mọi người ở đây ào ào nhấn xuống trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ cùng lúc đó từ quốc trong vương thành Thần điện sớm đã nhận được Hào Châu chi phủ truyền đến tin tức, ngay từ đầu bọn hắn cũng không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Tọa trấn các châu đại yêu đều là chân mệnh cảnh nhân vật đáng sợ, đừng nói từ quốc bên trong không ai có thể đem trấn áp. Liền xem như chung quanh những cái kia tu tiên thế lực lão tổ gặp gỡ mấy vị kia đại yêu cũng muốn ăn chút khổ sở. Dù sao mỗi một cái đại yêu đều nắm các châu khí vận, cho dù chỉ là chân mệnh cảnh tu vi, đối mặt thượng thiên nguyên tu sĩ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Âm đột nhiên thần điện bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái tượng thần bỗng nhiên nổ tung lên, liền mang theo cả tòa thần điện cũng theo run rẩy kịch liệt. Đóng giữ thần điện tu sĩ nghe được động tĩnh này trên mặt lập tức biến lộ ra vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng, "Nhanh, mau theo lão phu cùng đi xem nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra." Không chỉ trong chốc lát, đóng giữ thần điện sở hữu tu sĩ đều ngốc ngay tại chỗ. Trấn thủ Hào Châu vị kia hổ quân thế mà vẫn lạc, đây chính là nửa bước Thiên Nguyên đại yêu. Hỏng Thần điện đại tế ti trong miệng lẩm bẩm nói, "Trung quanh tế ti ào ào mở miệng, đại tế ti chúng ta bây giờ nên làm gì?" Một tôn chấn thủ vẫn lạc, "Đây đối với chúng ta từ quốc tới nói thế nhưng là đại sự à?" "Nhanh, nhanh cùng ta cùng nhau đi tổ miếu đem việc này hồi báo cho lão tổ, ngươi đi đem việc này báo cáo vương thượng, nếu là đã chậm chỉ sợ toàn bộ từ quốc đều có hủy diệt nguy hiểm." Đại tế ti tuy nhiên không biết cái kia hổ quân là như thế nào vẫn lạc, nhưng nó vẫn lạc tốc độ thật sự là quá nhanh chân trước hào châu chi phủ mới vừa vặn gửi thư chân sau nó liền bị trấn áp cái này chỉ có thể nói rõ xuất thủ vị kia thế lực đã siêu việt thiên nguyên một tôn dục thần cảnh đại năng đến đây diệt đi nho nhỏ từ quốc quả thực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay hiện tại chỉ có thể để lão tổ đi nam ân viện binh thời gian một chén trà công phu về sau một đám tế ti đi tới tổ miếu bên ngoài chăm miệng một lời chúng ta chuyên tới để bái kiến lão tổ một tên tuyệt đẹp người coi miếu theo tổ miếu bên trong đi ra từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy đám người kia, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão tổ đang lúc bế quan, không thấy cái gì người nào, huống hồ ngươi đều không có tắm rửa thay quần áo, đi trước lãnh phạt đi." Đại tế Ti nghe nói như thế vội vàng giải thích nói: Tô đại nhân, việc này liên quan đến ta từ quốc quốc vận, chúng ta lúc này mới vội vàng đến báo, còn thỉnh Tô đại nhân nhanh chóng bẩm báo lão tổ." "Ừ." Tô Miếu trúc mặt lạnh lấy, tựa hồ là rất bất mãn bọn này cấp thấp tu sĩ biểu hiện. Đại tế ti hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, tiếp lấy nói bổ sung. Hào Châu chấn thủ hổ quân thần tượng tự bạo, hẳn là thiên nguyên phía trên tu sĩ xuất thủ, mà lại đối phương tại trong chốc lát liền giải quyết chiến đấu. Tô Miếu Trúc tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hỏi, chuyện này là thật. Đại tế ti, tiểu lão nhân làm sao dám lừa gạt Tô Đại Nhân. Tô Miếu Trúc trên mặt biến ảo không ngừng, nàng hiện tại cũng không có cách nào đem việc này bẩm báo lão tổ bởi vì hiện tại tổ miếu bên trong vị kia căn bản cũng không phải là lão tổ, mà chính là cái khác yêu ma, nên làm thế nào cho phải đâu. Ngay tại nàng xoắn suýt không thôi thời điểm, tổ miếu bên trong truyền đến một cái uy nghiêm mười phần thanh âm, để bọn hắn vào đi. Vâng, tô miếu trúc lên tiếng về sau, liên dẫn những thứ này người coi miếu đi vào miếu thờ bên trong. Tổ miếu đại điện bên trong thờ phụng một tôn hồ tiên, chính là từ quốc lão tổ, đồng thời cũng là hổ quân trong miệng tô nương nương. Chúng ta bái kiến lão tổ miễn lễ. Trong pho tượng truyền đến vừa rồi cái kia thanh âm quen thuộc, đem Hào Châu phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Vâng, Đại Tế Ti không dám có chút giấu giếm, đem tự mình biết một năm một mười nói một lần. Ngoại lai tu hành giả, xem ra có người đối với ta từ quốc mưu đồ làm loạn, các ngươi tiến đến vương thành bên ngoài nghênh đón đối phương, đem đưa đến tổ miếu bên trong là đủ. Trong pho tượng thanh âm không nhanh không chậm, hoàn toàn không có bị đại tế ti suy đoán bị dọa cho phát sợ đại tế ti bọn người tuy nhiên trong lòng có chỗ nghi hoặc tại sao muốn đem tên kia mang đến tổ miếu nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều từ quốc cũng không lớn hào châu vốn là liên tiếp vương thành chỗ trung châu hàn bình sau một canh giờ liền đi tới vương thành trên không hắn còn không có tản mát ra chính mình uy áp liền nhìn đến mấy đạo bóng người hướng về chính mình bay tới xin hỏi các hạ chính là trấn áp hổ quân vị tiền bối kia sao đại tế ti kiên trì hỏi không tệ hàn bình cười nói lúc trước bản tọa còn muốn triển lộ một ít thực lực để cho các ngươi ngoan ngoãn đi ra. Không nghĩ tới các ngươi sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy bản tọa, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, đầu kia hổ yêu đầu. Lão tổ đã tại tổ miếu bên trong chờ lấy ngài, còn thỉnh các hạ theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Đại tế ti đang khi nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt tu sĩ này biểu lộ. Hàn Bình khẽ vuốt cằm, được, các ngươi dẫn đường đi. Hôm một đám tế ti nghe nói như thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, còn tốt đối phương không có xuống tay với chính mình, bằng không bọn hắn thì xong đời. Chỉ có tô miếu trúc ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ, cũng không biết người này có thể hay không đem lão tổ theo ma chảo bên trong giải cứu ra, nếu là lần này thất bại, chỉ sợ lão tổ khó giữ được tính mạng. Một cái chớp mắt, hàn bình một đoàn người liền đi tới từ quốc tổ miếu bên ngoài. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 503, lão tổ, người chúng ta mang đến. Tổ miếu bên ngoài, đại tế ti cung cung kính kính nói ra. Hàn Bình gương mặt lạnh nhạt hoàn toàn không thèm để ý cái này tổ miếu bên trong đến tuột cùng là cái gì. Để hắn vào đi, các ngươi hết thảy lui ra, không có bản lão tổ mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần tổ miếu. Tổ miếu bên trong truyền đến một cái uy nghiêm mười phần thanh âm. Vâng, một đám tế ti tuy nhiên không biết lão tổ đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn còn cung kính lui ra. Duy chỉ có tô miếu trúc dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Bình liếc một chút. Hàn Bình thì là không nhanh không chậm hướng về miếu thờ bên trong đi vào, hắn căn bản không thèm để ý cái này miếu thờ bên trong đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Cho dù đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng so sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Như thế tồn tại làm sao có thể sẽ trốn ở cái này nho nhỏ từ quốc bên trong. Hàn Bình tiến vào miếu thờ bên trong, phía sau hắn cửa lớn bịch một tiếng đóng lại. Hắn không quay đầu lại chỉ là đem ánh mắt rơi vào pho tượng kia phía trên, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là sợ bản tọa đưa ngươi đánh một trận tơi bời, không muốn bị ngoại nhân nhìn đến sao. Không, ta chỉ là không muốn bị ngoại nhân phát hiện được ta chân thân. Trong pho tượng truyền đến một cái băng lãnh thấu xương thanh âm cùng lúc trước thanh âm như là hai yêu. Hàn Bình nghe được cái này thanh âm chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Có chút ý tứ, đã như vậy ngươi liền hiện ra chân thân của mình đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng là cái dạng gì yêu mà. Đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời, cái kia trong pho tượng, bỗng nhiên tản mát ra một đoàn ma vụ, cái kia ma vụ dần dần hội tụ thành một con rồng thân ảnh. Tình cảnh này ngược lại là vượt quá hàn bình ngoài dự liệu, nụ cười trên mặt hắn cũng càng phát ra nghiền ngẫm. Bản tọa còn tưởng rằng có thể giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng tiểu hồ ly. Vạn vạn không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp phải một đầu tu hú chiếm tổ chim khách ma long, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Hừ, ma vụ bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ là dục thần tiểu bối, cũng dám ở bản tướng trước mặt diệu võ dương oai, xem ra các ngươi những này nhân tộc là chưa từng gặp qua ta ma tộc chỉ uy đang khi nói chuyện một cỗ hợp đạo cảnh ma uy trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa miếu thờ. Lúc trước đã rời đi tổ miếu một đám các tế tự, bỗng nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Bọn hắn đang muốn quay đầu nhìn một chút bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lại bị một bên tổ miếu trúc gọi lại. Nếu không muốn chết, thì đừng quay đầu, chờ một trận chiến này phân ra thắng bại lại nói. Đại tế ti bọn người nghe nói như thế, trong lòng tuy nhiên có không ít nghi hoặc, nhưng vẫn là đè nén hiếu kỳ, tiếp tục đi ra ngoài. Tổ miếu bên trong, Hàn Bình cảm thụ được cỗ này ma uy, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này nho nhỏ thần sắc biến hóa tự nhiên chạy không khỏi ma long cảm giác. "Tiểu Bối, ngươi không sợ?" Hàn Bình nhún nhún vai, "Ta lại không phải là chưa từng thấy qua ma vật, đừng nói ngươi chỉ là hợp đạo cảnh ma vật, coi như ngươi là một tôn vương hầu cấp bậc ma vật tại ta trong mắt cũng bất quá là một đám ô hợp thôi." "Muốn chết?" Ma vụ bên trong truyền đến một tiếng gầm thét ngay sau đó một đoàn ma vụ biến ảo mà thành long chảo hướng về hàn bình vô tới hàn bình thấy thế nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết bỗng nhiên đánh ra âm dương càn khôn pháp ấn ngô xuất pháp tùy một cái to lớn pháp ấn hướng về long chảo bay đi ngay tại pháp ấn đụng phải long chảo trong nháy mắt ma vụ tựa như là gặp phải thiên địch đồng dạng nhanh chóng tiêu tán đồng thời cũng bị cái kia âm dương càn khôn pháp ấn hút vào trong đó bị ma vụ bao phủ ma long cảm nhận được ma vụ nhanh chóng tiêu tán vô ý thức liền muốn thu hồi chính mình móng vuốt nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình sen lẫn ma vụ hoàn toàn không nhận chính mình khống chế liên tục không ngừng hướng lấy cái kia ấn ký bên trong bay đi nó hoảng rồi vô cùng hoảng sợ mà hỏi thăm cái này cuối cùng là công pháp gì tự sáng tạo công pháp không đáng giá nhắc tới hàn bình cười nhẹ nhàng trở về một tiếng đang khi nói chuyện tổ miếu bên trong ma vụ đã bị âm dương càng khôn pháp ấn hấp thu pháp ấn cũng càng lúc càng lớn giống như một khối to lớn bia đá đứng ở tổ miếu chính giữa đem Hàn Bình cùng Ma Long phân biệt rõ ràng ngăn cách. Hàn Bình cũng thấy rõ ràng cái kia ma vụ phía sau đồ vật, chỉ là vừa hợp đạo cảnh Ma Long chi hồn. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường ma vật, nguyên lai chỉ là một cái không có thần thể chó mất chủ, thấy như thế vậy ngươi liền chết đi, diệt. Dứt lời, pháp ấn bên trong tản mát ra âm dương giao nhau quang mang, đem cái kia Ma Long chi hồn nuốt trưởng lấy. Không một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong vương thành. Đi không bao xa đại tế ti một đoàn người bị tiếng thét này dọa đến toàn thân run lên. Một tên tế ti lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thắng bại nhanh như vậy thì phân ra tới, tu sĩ kia đi vào tổ miếu bên trong vẫn chưa tới một phút à. Đại tế ti cười nói, muốn đến lão tổ có nam ân trí bảo, lúc này mới đem cái kia tiểu bối trấn áp. Duy chỉ có tô miếu trúc lắc đầu, đây không phải tu sĩ kia thanh âm, bất quá đây đối với ta từ quốc tới nói ngược lại là một chuyện tốt một đám tế ti ào ào hướng về tô miếu trúc ném ánh mắt tò mò tô miếu trúc không có giải thích hiện tại nàng chỉ muốn trước tiên trở lại miếu thờ bên trong xem xét lão tổ thương thế có thể vừa nghĩ tới cái kia cường nhân là tìm đến lão tổ tính sổ trong nội tâm nàng do dự nàng cắn răng vẫn là đối một bên đám người nói các ngươi đi cho vương thượng báo bình an ta đi tìm lão tổ được chúng tế ti đối với cái này an bài trong lòng cũng không có nửa điểm lời oán giận dù sao tô miếu trúc thế nhưng là lão tổ tự tay nuôi lớn quan hệ không phải bọn hắn những người ngoài này có thể so sánh tổ miếu bên trong hàn binh trấn áp ma long về sau tiện tay đem chơi lấy một cái hồn tinh dùng thần thức đảo qua toàn bộ miếu thờ lạnh nhạt nói đạo hữu còn không hiện thân chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiến thức một chút ta các loại thủ đoạn khục khục nương theo lấy một trận tiếng ho khan một cái tay cầm quải trượng sắc mặt tái nhợt trung niên mỹ phụ người theo thần tượng đằng sau đi ra nàng hướng về hàn bình hơi hơi thở dài thiếp thân tô diệu linh gặp qua đạo hữu đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ bằng không ta từ quốc thì muốn biến thành yêu ma thiên hạ thật sao có thể bản tọa lại nghe nói từ quốc các châu yêu ma đều là ngươi mời tới hàn bình cười như không cười hỏi việc này xác thực xem như thiếp thân gây nên nhưng cũng không phải thiếp thân sở tác tô diệu linh một mặt xấu hổ nói hàn bình cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người lạnh nhạt nói thôi được ta thì cho ngươi một cái cơ hội giải thích Tô Diệu Linh chậm chậm mở miệng. Đây hết thảy đều muốn theo 10 năm trước lão thân bị 3.000 tuổi lễ mừng thọ nói lên. Ngươi nói là, lúc trước đầu kia ma long tướng ngươi đoạt xá, cái kia vì sao nó không có đưa ngươi thần hồn thôn phệ, chiếm cứ thân thể của ngươi. Hàn Bình nghe xong đối phương giảng thuật về sau vô ý thức hỏi một câu. Tô Diệu Linh giảng tố chính là một cái cũ, lại lại cực kỳ thường gặp cố sự, nàng tại tiệc mừng thọ phía trên thu đến một cái trang có lễ vật hộp. Trở về mở ra sau khi mới phát hiện bên trong phong ấn ma long chi hồn, nhất thời không quan sát liền bị đoạt xá. Tô Diệu Linh nói, cái kia ma long toàn tính quá lớn, nó muốn luyện hóa toàn bộ từ quốc khí vận đúc lại kim thân, mà thiếp thân trên thân lại có từ quốc khí vận ra thân. Nếu là đem thiếp thân thần hồn trực tiếp thôn phệ, như vậy từ quốc khí vận liền sẽ tự động tàn mất. Bởi vậy nó một bên chiêu mộ yêu ma phá hư từ quốc khí vận, một bên luyện hóa từ quốc khí vận chi long, nếu là đạo hữu muộn ba năm, chỉ sợ toàn bộ từ quốc đều sắp xong rồi bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 504. Như thế nói đến, từ quốc yêu ma hoành hành cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Bình nhìn chằm chằm tô nương nương hai con mắt nhìn nói. Tô nương nương không kiêu ngạo không tự ti nói. Đây là tự nhiên, thiếp thân bị đứa đến cái này từ quốc đã có 2.000 năm. Nếu là ta muốn nuôi nhốt nhân tộc, chỉ sợ đạo hữu không cần xuất thủ. Trăm năm một lần nam ân tuần tra sứ đều sẽ đem thiếp thân chấn áp. Nếu là đạo hữu không tin, lại nhìn thiếp thân yêu lực. Dứt lời, nàng đem chính mình yêu lực phát ra bốn phía cũng không có nửa điểm huyết sắc cái kia tinh khiết yêu lực bên trong lại còn ẩn chứa khí vận ánh sáng ừng hàn bình khẽ vuốt cằm đã như vậy còn thỉnh tô đạo hữu đem từ quốc bên trong yêu ma tất cả đều quét sạch tô nương đương cũng không có cự tuyệt cái này đơn giản một hồi ta thì phát ra một đạo chiếu lệnh đem những thứ này họa loạn ta từ quốc yêu ma tất cả đều triệu tập đến tổ miếu bên trong đem từng cái trấn áp bất quá việc này còn phải làm phiền đạo hữu xuất thủ thiếp thân thần hồn bị cái kia ma long áp chế quá lâu, tu vi một lát vẫn chưa khôi phục. Không có vấn đề, ta vốn là từ quốc người, vì từ quốc chảm yêu trừ ma không chối tử. Hàn Bình không cần nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Tô Nương Nương nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đạo hữu lại là ta từ quốc nhân sĩ, vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua ngươi nghe đồn. Hàn Bình nói, ta rời nhà hơn 10 năm, trong nhà ngoại trừ ta, cũng không có tu sĩ tọa chấn, đạo hữu chưa nghe nói qua ta cũng bình thường. Thì ra là thế. Tô nương nương thì thào một câu về sau, nói, hàn đạo hữu là ta từ quốc người, không biết thiếp thân có gì có thể đến giúp hàn đạo hữu. Nàng cũng là đã sống mấy ngàn năm lão hồ ly, đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng hàn bình là loại kia một lòng yêu nước tu sĩ. Giống đối phương dạng này tồn tại đã sớm chặt đứt thế tục trần duyên, lần này xuất thủ muốn đến là có mục đích. Ngươi ngược lại là một đầu thông minh hồ ly. Hàn Bình không có vòng vo, thẳng thắn, bản tọa muốn ta hàn ra vĩnh chấn hào châu chỉ là trên danh nghĩa về từ quốc thống trị có thể tô nương nương không hề nghĩ ngợi đáp ứng nếu là đối phương cường thủ hào đoạt chính mình cũng không có cách nào ngăn cản hiện tại cắt nhường một cái nho nhỏ hào châu còn có thể thu được một tôn cường đại ngoại viện tương trợ cớ sao mà không làm vậy chúng ta bắt đầu đi hàn bình lạnh nhạt nói đạo hữu hơi đợi một lát tô nương nương nói theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc bội nàng dựng lên một cái pháp quyết về sau ngọc bội kia phía trên liền phát ra mấy đạo quang hướng về chân trời bay đi hôm nay trạng vạng tối trước đó chắc hẳn cái khác tám đầu yêu ma liền sẽ đi vào tổ miếu còn thỉnh đạo hữu hơi đợi một lát hàn bình không nói gì chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi ước chừng mấy canh giờ sau mặt trời xuống núi tám đạo mang theo đầy trời yêu khí yêu ma theo bốn phương tám hướng hướng về vương thành bay tới trong vương thành bách tính cùng tu sĩ nhìn lấy cái kia tám đạo yêu khí vô ý thức cảm giác được không rét mà run thì liền từ quốc quốc chủ cũng là rút vào trong vương cung không dám tùy tiện ngoi đầu lên rất nhanh tám đầu yêu ma liền buông xuống tại tổ miếu trước bọn hắn còn chưa kịp mở miệng liền nhìn đến một cái to lớn pháp ấn từ trên trời giáng xuống không nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết tám đầu yêu ma trong nháy mắt vẫn lạc chỉ để lại tám cái yêu đan tại nguyên chỗ hàn bình tiện tay lấy đi sáu cái yêu đan nói còn lại hai cái thì về ngươi, bản tọa cũng không phải loại kia độc chiếm chỗ tốt người. Đa tạ đạo hữu. Tô Nương Nương nói hơi hơi thở dài, đợi nàng ngẩng đầu lên bất ngờ phát hiện thân ảnh của đối phương sớm đã biến mất không thấy. Đáng tiếc, không thể cùng trước mắt vị này có quá nhiều gặp nhau. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lão Tổ, ngài nếu là muốn cùng vị này có gặp nhau kỳ thật cũng tốt làm, chỉ cần theo ngài hậu bối chi bên trong lấy ra một vị có tu hành thiên phú chi nữ gả vào hào châu hàn gia là đủ. Tô nương Đương nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuệ tuệ, ngươi càng ngày càng thông minh, việc này cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá còn không thể nóng lòng nhất thời. Ngươi trước đem quốc chủ chiếu tới, bản tọa có chuyện muốn phân phó hắn. Vâng. Tô miếu trúc nói xong liền quay người rời đi. Hàn Bình trở lại Hàn Phủ thời điểm đã vào đêm, Hàn Phủ bên trong ngoại trừ Hàn gia huynh muội cùng Mạn Đà La bên ngoài, còn nhiều thêm mấy cái tên nữ tử, các nàng đều là không nhà để về dược nhân. Hàn Tu Lâm thấy các nàng đáng thương, liền đem mấy người mang về nhà bên trong. So với Hàn gia huynh muội bình tĩnh, cái này mấy cái tiểu cô nương lúc này nội tâm là tâm thần bất định bất an. Người thúc ra ra trở về. Một mực ngồi tại chủ vị không nói một lời mạn đà la mở miệng nói liền đứng dậy. Hàn gia huynh muội nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bước nhanh hướng về đại sảnh đi ra ngoài, mấy cái tiểu cô nương thì là theo sát phía sau lang quân, ngươi trở về. Tô nhi tôn nữ bái kiến thúc ra ra. Miễn lễ. Hàn Bình từ tốn nói một câu. Mạn Đà La cười hỏi. Lang quân chuyến này xem ra rất nhẹ nhàng. Hàn Bình khẽ vuốt cằm. Tô gia lão hồ ly kia cũng không phải là kẻ cầm đầu. Ta giúp nàng giải quyết kẻ cầm đầu về sau. Còn muốn đến Vĩnh Trấn Hào Châu danh phận. Cái này vừa nói. Mọi người ở đây nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạn Đà La nói. Lang quân. Ta đã sai người chuẩn bị tốt đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Được. Hàn Bình lập tức theo mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí. T. Không nghĩ tới ở trong đó thế mà có nhiều như vậy quanh co. Hàn Tu Duyên tại nghe xong thúc ra ra miêu tả về sau vô ý thức hít sâu một hơi cảm khái nói. Hàn Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi hiện tại biết tu hành có bao nhiêu hung hiểm à? Có còn muốn hay không tiếp tục tu hành? Nghĩ. Hàn Tu Duyên không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, như thúc ra ra không có tu hành bọn hắn hàn gia cũng sẽ không có lúc này địa vị của hôm nay, chớ nói chi là hắn còn có thể báo thù cho cha mẹ. Hàn Bình rất hài lòng tiểu tử này trả lời, tốt, cái kia ngày mai bắt đầu bản tọa liền dạy các ngươi hai huynh muội tu hành, ngày sau hàn gia nếu là gia thiên tri kiêu tử, cũng có thể đưa đến bản tọa tông môn tu hành. Thúc gia gia, ngài còn không có nói cho chúng ta biết ngài đến tột cùng ở đâu cái tông môn tu hành đây. Hàn Tu Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nàng chỉ biết mình nhà thúc gia gia rất cường đại, nhưng đối với thúc gia gia những năm này kinh lịch là một chút cũng không biết một bên mấy cái tiểu cô nương cũng hướng về hàn bình ném ánh mắt tò mò hàn bình uống một ngụm rượu nói các ngươi gia gia ta chỗ tông môn tên là vấn đạo học viện chính là huyền châu tu luyện thánh địa một trong vấn đạo học viện đối tại các ngươi bây giờ tới nói quá xa vời hiện tại các ngươi phải làm cũng là dốc lòng tu luyện lớn mạnh ta hàn gia nói đến phần sau ánh mắt của hắn rơi vào hàn tu duyên trên thân hàn tu duyên bị hàn bình ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên vô ý thức hỏi. Thúc ra ra, ngài như vậy nhìn ta làm cái gì? Hàn Bình không nhanh không chậm nói ra. Bản tọa đang nghĩ, ngươi có phải hay không cũng nên kết mấy môn hôn. Bạn chuẩn bị xem công pháp nói bừa lại có người thành đại đế tập 505. a à. Hàn Tu Duyên cả người đều trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Thúc Gia Gia lại đột nhiên đến một câu như vậy. Đem cả người hắn đều bị hôn mê rồi, hắn hiện tại một lòng đều chỉ muốn tu tiên đây. Làm sao ngươi không vui? Hàn Bình ngữ khí mười phần bình thản hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không thể cãi lại giọng điệu không phải tôn nhi chẳng qua là cảm thấy chính mình còn nhỏ hàn tu duyên tại thúc gia gia uy áp phía dưới chỉ có thể tìm một cái lấy cớ dự định lừa gạt một chút tiểu tử ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì hàn bình dừng một chút bản tọa cũng không phải là muốn bức ngươi bây giờ liền thành thân mà là muốn ngươi làm tốt cái này chuẩn bị dù sao hàn gia nhân tài điêu linh ngươi chỉ có nhiều lấy vợ sinh con lớn mạnh hàn gia mới có thể chế tạo một cái tu hành thế ra hàn tu duyên vội vàng nói thúc gia gia nói cực phải tu duyên sẽ sớm tính toán hàn bình cố ý dặn dò nhớ kỹ kết thân đối tượng nhất định phải là người trong tu hành dạo này con của các ngươi căn cốt mới có thể nâng cao một bước nói không chừng ngày sau ta hàn gia còn có thể lại sinh ra một tôn vương hầu thậm chí đại hiền hàn tu duyên cung kính nói tu duyên ghi nhớ thúc gia gia dạy bảo một bên mấy cái thiếu nữ nghe nói như thế tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt hiện tại hàn gia thế nhưng là một viên thương thiên đại thụ nếu là có thể ôm lấy cây đại thụ này vậy các nàng đều có thể đạp vào tiên đồ không nói hơn nữa còn có hưởng không hết vinh hoa phú quý cùng lúc đó hào châu thành bên trong một đám quyền quý trắng đêm khó ngủ ai cũng không biết hàn gia vị kia hiện tại đến tột cùng như thế nào hồ quân bị trấn áp nếu là vị kia bị tô nương nương cho trấn áp như vậy bọn hắn có thể hay không bị triều đình chỗ trách tội trong lúc nhất thời đám người tâm tư khác nhau còn có tệ hơn sinh ra thoát đi hào châu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Chi phủ đã trong đêm dùng linh ưng truyền thư đến kinh sư, muốn biết kinh thành động tĩnh. Có thể đến lúc này một lần cũng muốn hao phí hơn không ít thời gian. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn còn cố ý khiến người ta tại hàn phủ bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu là nhìn đến hàn phủ người rời đi phủ đệ, hướng về ngoài thành chạy trốn. Vậy hắn tất nhiên sẽ trước tiên đem hàn phủ người cầm xuống, áp giải đến kinh thành chỗ lấy cực hình. Hàn phủ bên trong, Hàn Bình đã bắt đầu bố trí trận pháp, hiện nay kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, hắn đã gom góp kim mộc hỏa đất còn kém nước, nhưng nước này trên tay hắn cũng không có. Phổ thông nước tự nhiên là không được, ít nhất phải một vũng linh tuyền, hết lần này tới lần khác hắn không có mang linh tuyền nhãn đi ra. Hàn Bình suy tư một phen, sau đó để Hàn Tu duyên tiến đến chi phủ nha môn bái phòng chi phủ, hỏi ý kiến hỏi một chút cái này từ quốc phụ cận nơi nào có tu sĩ giao dịch hội. Hàn Tu Duyên ra roi thúc ngựa hướng lấy chi phủ nha môn tiến đến, hắn động tĩnh đã sớm tại chi phủ một đoàn người nhìn soi mói. Cái này Hàn Tu Duyên đến đây chi phủ nha môn, đến tột cùng có mục đích gì đâu. Hào Châu chi phủ tại nhận được tin tức về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên lão giả nói, không cần suy nghĩ nhiều, chờ tiểu tử kia tới chẳng phải sẽ biết sao. Chi phủ vỗ vỗ chán của mình, ta còn thật là hồ đồ, chuyên đơn giản như vậy ta đều nghĩ mãi mà không rõ hắn lập tức sai người chuẩn bị tốt nước trà hiện tại liền đợi đến Hàn Tu Duyên đến cửa. Chỉ chốc lát sau nha dịch liền tới báo Hàn Tu Duyên đến cửa bái phỏng. Mau mời. Chi phủ hiện tại không có cùng Hàn gia quyết định trở mặt vẫn như cũ là khách khách khí khí. Tu Duyên bái kiến chi phủ đại nhân, tiền bối. Hàn Tu Duyên đi vào nha môn hậu viện, dẫn đầu hướng về hai người hành lễ. Chi phủ cười nói, Tu Duyên không cần đa lễ, người ta đều là hào châu người, ngày sau còn nhiều hơn nhiều lui tới. Hàn Tu Duyên nói, không dám. Chi phủ dừng một chút, lập tức hỏi. Tu Duyên, ngươi lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Hàn Tu Duyên nói, ta là tới tìm tiền bối hỏi ý kiến hỏi một chút. Cái này từ quốc phụ cận nơi nào có tu sĩ giao dịch hội, nhà ta thúc ra ra dự định đi một chuyến. Hàn tiền bối nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm. Chi phủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc là không giấu được. Hắn rất muốn nói một câu, vì sao ta còn không có đạt được tin tức không tệ. Hàn Tu Duyên nói, tối hôm qua Thúc ra ra liền từ kinh sư trở về, mấy ngày nay dự định đi dạo một vòng từ quốc xung quanh. Lão giả nói, từ quốc hàng năm đều sẽ chủ trì giao dịch hội, bất quá đều là hoàng thất chủ trì, các ngươi muốn tham gia, nhất định phải cầm tới hoàng thất thư mời. Cái này giao dịch hội không chỉ có ta từ quốc tu sĩ, chung quanh mấy cái quốc gia thế gia cùng tán tu cũng sẽ trước tới tham gia. Đa tạ tiền bối cáo chi, vãn bối trong nhà còn có việc, thì cáo từ trước. Hàn Tu Duyên hơi hơi chắp tay thi lễ một cái. Lão giả hoàn lễ nói, Hàn Đạo Hữu đi thong thả. Thúc công, xem ra Hàn gia thế lực sau lưng so tô nương nương còn muốn mạnh hơn à. Chi phủ đưa mắt nhìn Hàn Tu Duyên rời đi về sau cảm khái nói. Ừm. Lão giả gật gật đầu, xem ngày sau sau cái này Hào Châu sắp biến thiên, cũng không biết từ quốc có thể hay không biến thiên. Chi phủ cũng không phải người ngu tự nhiên có thể nghe ra thúc công nói bên ngoài chi ngôn, chỉ bất quá hắn đối với tu hành giả sự tình không dám vọng thêm phỏng đoán. Lúc trạng vạng tối, một cái tiên hạc mang theo một người tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào chi phủ nha môn bên trong. Hào Châu chi phủ nhìn người tới, vội vàng quỳ hành lễ, tiểu nhân bái kiến tiên sứ, không biết tiên sứ đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón còn thỉnh tiên sứ thứ tội. Không sao. Tu sĩ nói đem ánh mắt rơi vào một bên lão giả trên thân. Đạo hữu, ngươi hẳn phải biết hàn tiền bối trụ sở à. Lão giả, biết tu sĩ làm phiền đạo hữu mang theo người hậu bối cùng lão phu cùng nhau đi bái kiến hàn tiên dài thuận tiện đem đạo này ý chỉ đưa đến hàn phủ vâng lão giả một mặt cung kính nói ra hắn hành tung tuy nhiên rất ngạc nhiên phần này ý chỉ nội dung nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ biết mình không nên biết bí mật tên kia tu sĩ gặp hắn khách khí như vậy cũng không có tận lực tự cao tự đại làm phiền đạo hữu tại chi phủ nha môn nghi trượng đội chen trúc dưới một đoàn người hướng về hàn phủ đi đến lớn như thế chiến trận tự nhiên kinh động đến hào châu cái khác quyền quý bọn hắn mặc dù không có thò đầu ra nhưng cũng phái trong nhà người theo muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra mấy ngày nay nguyên bản vì bọn hắn nắm trong tay hào châu thành đã vượt ra khỏi bọn hắn trường khống cái này khiến một đám quyền quý tâm lý rất không thoải mái trước kia trên đầu của bọn hắn tuy nhiên có hổ quân nhưng tên kia dùng người liền có thể thỏa mãn hắn khẩu vị nhưng hàn gia vị kia lão tổ hiển nhiên không phải tốt như vậy thỏa mãn đi vào hào châu mấy ngày ngắn ngủi liền để Hào Châu thượng tầng trong lòng đại loạn. Sau một lát, chi phủ một hàng đi tới Hàn phủ bên ngoài, hắn cũng không có bày ra quan uy, mà chính là như cùng một cái gã sai vặt đồng dạng chạy chậm đến trước cổng chính nhẹ nhàng gõ vài cái. Đông đông đông. Cửa lớn mở ra về sau, Hàn phủ hạ nhân nhìn đến chi phủ đến đây, dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân bái kiến chi phủ đại nhân. Miễn lễ. Chi phủ một mặt uy nghiêm nói, làm phiền tiểu huynh đệ thông báo một tiếng, Liên nói Kinh Thành tới tiên sư muốn gặp mặt Hàn tiên sư. Được. Tốt. Tiểu nhân cái này đi thông báo. Theo Hàn phủ hạ nhân quay người chạy vào Hàn phủ bên trong, Kinh Thành tiên sư đến đây bái phỏng Hàn tiên sư tin tức cũng theo đó truyền ra.